Xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mi Sơn Thiện. Anh Nhân Haseo, Mi Sơn Nhimnida. Quay trở lại phần 82 ngày hôm nay đó quý vị, thì tôi sẽ chia sẻ về cái vấn đề mà quỷ giấy khai sinh đó quý vị. Vì có rất là nhiều cái ý kiến trái chiều, có người thì bên đây, rồi có người là bên kia là phản đối về cái vấn đề mà quỷ cái giấy khai sinh. Có người lại nói là không thể nào quỷ được, còn có người lại nói là quỷ được. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ về cái luật đăng ký giấy khai sinh nha quý vị. Thì trước khi mà tôi chia sẻ cái vấn đề và phân tích về cái mà quỷ cái giấy khai sinh của cái em vô ơn đó quý vị, thì bây giờ tôi xin chia sẻ đến tất cả mọi người một tìm người nha quý vị. Vì cái này tôi vô tình có một vị khán giả gửi đến tôi, và cái đứa cháu này nó cũng là dân Củ Chi nha quý vị. Cháu tên là Trần Kim Ngọc, 16 tuổi, ngụ tại xã An Nhân Tây, là học sinh lớp 8 của trường trung học cơ sở An Nhân Tây quý vị. An Nhân Tây là cách nhà tôi nó tới gần 30 cây số, tức là nó nằm ở trên cái khu địa đạo Củ Chi đó quý vị. Cái khu tuốt ở trên kia rất là xa. Qua thông tin của cha mẹ là gia đình chở em đi học thêm, là lúc đón nữ sinh á thì lại là mất tích bí ẩn. Đưa con đi học thêm mà tới hồi đi đón con á thì lại là không thấy con nữa. Thì trong trường hợp này thì nó không biết là cháu bị bắt cóc hay là cháu đi theo bạn bè hay lần sau đó, thì mình không có rõ nha quý vị. Thì đây tôi chia sẻ về cái mục tìm người thôi quý vị. Nếu ai mà thấy cháu Ngọc, chiều cao của cháu là khoảng 1m45, nặng 42kg, dáng người thì hơi gầy, tóc đen hai mái. Qua hình ảnh của cháu, nếu như mà ai thấy được cháu đó quý vị, hoặc là cháu đang ở nhà của bạn bè hay là nhà của ai đó, thì hãy liên hệ về với lại gia đình. Gia đình đang rất là trông nha quý vị, gần Tết đến nơi rồi. Trước đây thì tôi cũng có chia sẻ một cái phần mà tìm người cũng là Củ Chi luôn quý vị. Nếu ai mà gặp cháu, hoặc là ai thấy cháu, hoặc là cháu đang ở gia đình nào, thì xin liên hệ về đội cảnh sát hình sự công an huyện Củ Chi qua số điện thoại là 028 8920 273, để thông báo đến công an hình sự huyện Củ Chi là đã tìm thấy cháu ở đâu nha quý vị. Thì tôi mong rằng là cháu không phải là bị bắt cóc. Tôi hy vọng rằng là chắc có lẽ là cháu đi chơi hoặc là đi theo nhà bạn bè nào đó, chứ không phải là bị bắt cóc hoặc mất tích nha quý vị. Mình hy vọng như vậy đi. Tôi mong rằng là gia đình của cháu sẽ nhanh tìm và đón cháu về nhà để ăn Tết nha quý vị. Rồi, qua cái phần của cháu này thì tôi sẽ chia sẻ về cái vấn đề mà lừa đảo. Cái này là những người mà mua bán kinh doanh đó quý vị, nhất là mua bán kinh doanh online. Tôi chia sẻ cái này trước đi, rồi bắt đầu tôi sẽ nói về cái vấn đề cái luật giấy khai sinh nha quý vị. Thì cái trường hợp của một cái anh khán giả này gửi về tôi như thế này đây quý vị. Tôi xin kể lại trường hợp của anh như thế này đây quý vị. Chiều nay cửa hàng của nó đóng băng anh rồi, anh giận mà không có cách nào. Lúc đầu cái con Facebook nó mở cửa hàng cho anh thì bán được khoảng 3 hôm, cũng bán được 5 đến 7 triệu tiền hàng, lợi nhuận là từ 17 đến 18%. Xong hôm thứ tư cho đến hôm thứ ba thì không có đơn hàng nào, và bảo tại sao 3 hôm nay tôi không có đơn hàng nào. Thì anh nhận được bên đó trả lời là cửa hàng của bạn hết quảng cáo. Thì anh hỏi giờ phải làm gì, thì CSKH đã gửi cho anh 3 cái mức để cho anh lựa chọn. Mức A là 200 triệu quảng cáo được 3 ngày và được quỹ hỗ trợ của TikTok là 15 triệu. Mức B là 500 triệu đồng được quảng cáo 5 ngày và quỹ hỗ trợ là 75 triệu. Mức C là 1 tỷ đồng được quảng cáo 7 ngày và quỹ hỗ trợ bao nhiêu thì anh không nhớ chính xác. Anh có gọi cho cái con Facebook hỏi nó, và cô nó thì bảo anh chọn cái mức B. Thì chúng nó bảo anh chọn cái mức B là hợp lý nhất. Thì anh đã chọn mức B. Trong thời gian đó là 5 ngày quảng cáo, đồng thời sự kiện xảy ra đánh giá người dùng, có tính số lượng đơn hàng và doanh số bán hàng để được lên cửa hàng vàng, bạc và đồng. Xong cửa hàng đi vào ổn định, đơn hàng hàng ngày thì anh tin ở nó, đơn hàng hàng ngày quá nhiều, nạp tiền vô tội dạ. Nhưng 5 ngày đó bọn nó không có cho anh rút tiền, phải chờ đến hết 5 ngày, chờ đánh giá tổng kết bình chọn của cửa hàng thì anh mới được bọn CSKH báo là mình được lên cửa hàng bạc và rút toàn bộ số tiền trong những ngày đó. Nhưng đến khi rút tiền thì CSKH nó báo mình phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 35%, nó mới cho anh rút. Thì anh bảo nó trừ luôn tiền trong cửa hàng của tôi, thì nó nói không được. Cái vấn đề của cái anh này gặp đó quý vị, thì tôi thì chưa có bán hàng online, tôi không có bán hàng online cho nên tôi không có biết về cái vấn đề này.
Tôi chỉ chia sẻ để cho những người mà bán hàng online đó quý vị, để khỏi bị nó nhắm vào những cái đối tượng mà bán hàng ế ẩm đó quý vị, là nó sẽ nhắm vào. Thì khi mà nó đến làm quen với mình á, nó tự tạo ra cho mình ở trên cái Facebook đó để bán hàng. Thì cái con số mà ra vô đó thì theo như tôi nghĩ đó là con số ảo quý vị. Là khi mà bán được cái hàng đó là mình hưởng được cái tiền lợi nhuận là từ 17 đến 18%. Cái là trong vòng có 3 ngày là mình bán được là từ 5 đến 7 triệu. Trong vòng 3 ngày thì không bán được đồng nào hết. Thì cái bên mà nó tạo cho mình một cái cửa hàng giống y như là nó tạo cho mình một cái thành viên ở trong cái group của nó vậy đó quý vị. Đó thì bắt đầu là trong 3 ngày bán không được thì cái bên mà quản lý cái Facebook đó đó, thì cái anh chủ cửa hàng này mới trả lời là trong 3 ngày hôm nay không có bán được cái đơn hàng nào ở trên Facebook hết. Thì mới hỏi tại sao là vậy. Thì cái bên phía mà nó tạo cho mình một cái cửa hàng ở trên mạng á quý vị, thì nó nói là nó hết cái quảng cáo. Tại vì có cái quảng cáo đó thì cái hàng của mình nó mới tới tay người tiêu dùng. Thì nó mới gợi ý cho mình là bây giờ mình muốn bán hàng được á, thì mình phải vô trong 3 cái hạng mục. Một là A, 2 là B, 3 là C. Nếu như mà mình tham gia cái hạng mức mà quảng cáo đó quý vị, A nó là 200 triệu, B là 500 triệu, mà C nó là 1 tỷ đồng. Đó, thì khi mà tham gia cái anh này, anh chọn cái mức B là 500 triệu để được quảng cáo 5 ngày và hỗ trợ là 75 triệu đồng. Đó, thì anh ấy mượn tiền 500 triệu để mà nộp vô cái số tiền này để chọn là cái mức B để được nhận quảng cáo. Tại vì nó nói là cái tiền này là cái tiền thế chân vô đó thôi đó quý vị. Thì bắt đầu là anh này nạp cái tiền vô là bắt đầu trong vòng 5 ngày mua bán quá trời luôn trên cái app của mình đó quý vị. Thì nó nhảy vô quá trời tiền luôn. Thì trong 5 ngày đó thì cửa hàng của anh lại bán được quá trời nhiều đơn hàng luôn quý vị. Thì cái doanh số nó tăng lên vùn vụt rất là cao. Và khi mà được xếp hạng là hạng vàng với bạc với đồng đó quý vị, thì anh bán được cái số lượng là nhận được cái mức là bạc. Sau khi mà anh đạt được cái hạng mục là cửa hàng bạc đó, thì doanh thu lên tổng cái số tiền đó là 2 tỷ mấy. Mà nó bắt á, tức là tiền đó khi mà bán rồi là nó vô trong cái tài khoản của nó giống y như là TikTok vậy đó quý vị. TikTok với lại thằng Shopee, ví dụ vậy. Khi mà tiền á, thì bán á, là TikTok với Shopee nó nhận tiền. Hàng là hàng của mình giao. Nhưng nhận tiền là thằng TikTok nó nhận, cái thằng Shopee nó nhận, ví dụ vậy. Rồi xong rồi bắt đầu là khi lên cái số tiền nhiều rồi thì nó lại không thanh toán cho mình. Nó yêu cầu mình là phải nộp 35% thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập cá nhân gì tới 35% rận. Mà cái tiền thuế đó là mình đóng cho nhà nước, chứ đâu thể mà mình đóng cho nó được quý vị. Thì nó yêu cầu là phải đóng thuế thu nhập cá nhân 35%. Thì các anh này mới được rút cái số tiền là 2 tỷ mấy đó quý vị. Thì bây giờ anh này anh nói anh không có tiền. Anh nói là bây giờ là trừ thẳng vô trong cái số tiền đó của ảnh là 2 tỷ mấy đó trừ 35%, còn bao nhiêu chuyển trả cho ảnh thì nó không chịu. Nó đòi á là phải chuyển 35% đó thì nó mới chuyển cho mình cái 2 tỷ mấy này. Thì anh nói là bán là trên cái app Amazon gì đó quý vị. Thì khi mà liên hệ đến nó, anh này anh nói không có tiền, thì nó cho mình trong vòng 24 tiếng, tức là trong vòng 1 ngày mình phải chuyển là 35%, là tổng cộng là hết hình như 800 mấy chục triệu đó quý vị. Thì ảnh nói là ảnh không có tiền, nhưng nó cho mình trong vòng 24 tiếng đồng hồ để thanh toán. Còn nếu như trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà mình không thanh toán cái số tiền đó là mình sẽ bị mất 2 tỷ mấy quý vị. Đó, thì ảnh mới điện thoại anh liên hệ tới tôi, anh hỏi là trong trường hợp này thì anh phải làm sao. Thì tôi đâu có rành về cái vấn đề mà mua bán hàng online quý vị. Những người thường xuyên mua bán hàng online, ví dụ như là bên TikTok, thì trước đây tôi cũng thấy có rất là nhiều chủ cửa hàng là lên post cái bên TikTok là thanh toán tiền rồi nó lừa tiền của mình gì đó quý vị. Mới đầu con số tiền nhỏ thì nó thanh toán cho mình, còn số tiền lớn rồi bắt đầu là nó quỵt luôn. Thì khi mà bán hàng online thì theo như tôi á, tôi thì tôi không rành quý vị, nhưng mà theo như tôi thì tốt nhất là mình bán chuyển thẳng tiền cho mình, hoặc mình nhận thẳng tiền chứ đừng bao giờ qua bên bất kỳ một cái công ty nào hết quý vị. Ví dụ như là thằng TikTok nó bán đi trợ giá rồi giá rẻ, rồi thằng Shopee, rồi thằng Sen Đỏ ví dụ vậy, thì mình phải chọn những cái nào mà tin tưởng của Việt Nam, còn những cái nào mà của nước ngoài mà mình không biết công ty của nó nằm ở đâu đó. Khi mình ký hợp đồng với nó là mình phải đến công ty của nó đàng hoàng mình ký hợp đồng thì tiền của mình mới giao cho nó được. Bây giờ mình bán hàng trăm đơn hàng, hàng ngàn đơn hàng mà nó thu của mình hết trơn luôn, nó tự giảm giá nó bán, tại vì đâu phải vốn của nó đâu quý vị. Cho nên vốn của mình, thay vì ví dụ như mình bán một món hàng đó là 200 ngàn đi, thì lâu lâu nó khuyến mãi nó bán có 150 thôi đó, thì nó là người nhận tiền, mình là người giao hàng. Khi nó bán cho mình
cái số tiền lớn lên rồi bắt đầu là nó không thanh toán cho mình, cái lúc đó mình không biết đi tìm đi kiếm nó ở đâu. Thì trong trường hợp của cái anh này cũng giống y hệt như vậy đó quý vị. Thì anh hỏi tôi là trong trường hợp này mình phải làm thế nào đây Mason? Thì theo như tôi á, thì đây là nó có một cái dấu hiệu là nó lừa đảo mình rồi, giống y như là lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Thì mình phải làm đơn, mình kiện ra công an quý vị, tức là mình đi tố giác là họ lừa đảo mình. Thì những cái nick nào, những cái Facebook nào mà nó liên hệ đến mình thì mình sẽ kiện ra công an, thì bên phía an ninh họ sẽ tự tìm ra à cái người đó là ở đâu. Quan trọng là cái người mình qua lại mình làm ăn với nó là nó ở Việt Nam hay không. Lỡ nhiều khi ví dụ như là cái nick đó hoặc cái người đó nó ở nước ngoài là coi như xong, là coi như mình mất. Còn cái người đó mà ở Việt Nam á, thì còn mặt mai bắt nó được đó. Thì khi bắt nó thì cái số tiền đó nó phải còn nguyên. Nếu như số tiền đó nó không còn nguyên thì ở tù trừ, vậy thôi. Mà cái việc này thì anh nên là càng làm đơn tố cáo càng nhanh càng tốt, để mà mình còn lấy lại được số tiền của mình, chứ để nó xài hết rồi bắt nó được thì cũng như không, ở tù trừ. Mình thì mình đâu có muốn nó ở tù để làm cái gì, chủ yếu là mình muốn lấy cái vốn của mình lại thôi, đúng không? Cho nên theo em thì trong trường hợp này chỉ có cách làm đơn tố cáo, công an họ mới tìm ra nhanh thôi. Còn mình là một người dân trong khi đó mình qua lại mình làm ăn với nó mà mình không có ký hợp đồng gì hết, chỉ làm ăn ở trên app thôi, làm ăn ở trên mạng thôi. Bây giờ nó giật mình cũng không biết nó ở đâu luôn, thì trường hợp này thì nó hơi khó. Cho nên là tôi cảnh giác đến tất cả những người mà mua bán hàng online ở trên mạng, tại vì có rất là nhiều người bán ế lắm quý vị, chứ không phải ai cũng bán được. Thì nó theo dõi, nó khôn lắm quý vị, nó tìm hiểu những cái app nào mà bán hàng ế, bắt đầu nó vô, nó sẽ gợi ý cho là sẽ tham gia cái chương trình đó, là sẽ bán được hàng vậy vậy đó, thì mình sẽ được hưởng là 17-18% lợi nhuận đó. Thì nó nói nó thuyết phục hay lắm. Nói chung là những cái đứa mà lừa đảo đó quý vị, nó rất là thông minh, nó thông minh hơn mình, nó mới lừa mình được. Cho nên mọi người hãy cảnh giác về cái vấn đề này nha quý vị. Mua bán, chính mình mua bán, tiền chính mình nhận, chứ không qua bất kỳ một cái công ty nào hết quý vị. Không có tin tưởng đâu quý vị ơi. Số tiền nhỏ 20-30 triệu thì mình rút được, bắt đầu lên tới cái số tiền lớn từ từ rồi á là sẽ không rút được, mất luôn. Tại vì á, khi mà nó muốn lừa mình á, là nó sẽ không bao giờ mà nó lừa mình con số tiền nhỏ. Nó bỏ con tép để nó bắt con tôm. Bắt đầu khi mà nó thả con tôm ra rồi đó, mình thấy ngon rồi, bắt đầu mình cắn vô, là lúc đó nó ăn con tôm hùm của mình đó quý vị. Cho nên đừng quá tham. Và tiền của mình, những gì mình bán mình thu vô. Chứ còn cái này mình không có quen biết nó, mà mình cũng chả biết nó là ai, và không có ký hợp đồng gì cả, mà cái số tiền có 2 tỷ mấy mà mình dám giao cho nó luôn, thì cái việc này là cũng rất là hy hữu. Hy vọng là qua cái chia sẻ này của tôi thì những người bán hàng online nên rút kinh nghiệm nha quý vị. Đừng có vì mà ế ẩm quá xong rồi bắt đầu cái là nghe những cái người mà ở trên mạng nó theo nó dụ mình là quảng cáo dày, lựa chọn A, B, C, rồi bắt đầu sẽ được là bán hàng nhiều nhất thì sẽ được là cửa hàng vàng, bán hàng thấp hơn tí xíu là nhận được cửa hàng bạc đồ này kia đó quý vị. Dễ bị nó dụ lắm. Tốt nhất hàng của mình bán được nhiều mình ăn nhiều, có ế đi chăng nữa nó vẫn còn y đó, tại vì quần áo đồ này kia nó đâu có bị thiêu đâu, nó đâu phải là món ăn đâu mà mình sợ, đúng không quý vị? Rồi, qua một cái Zalo của tôi quý vị, tôi kể quý vị nghe cái này vui lắm. Hồi ngày hôm qua có một cái nick Zalo, tại vì thường á là Zalo của tôi, cái số điện thoại mà tôi để ở trên kênh đó quý vị, thì cái số đó là tôi kết bạn Zalo với lại khán giả. Thì ai kết bạn với tôi cũng chấp nhận hết đó quý vị, tại vì cái đó là dành cho khán giả. Thì ngày hôm qua tôi có nhận được một cái lời mời kết bạn của một cái người là Văn Phương hay là Dân Phượng gì đây quý vị, là giới tính là nam, chắc có lẽ là Văn Phương quá. Phương, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1979 nha quý vị, có yêu cầu kết bạn với tôi. Xong rồi mới nhắn tin cho tôi vào lúc là 20:31, thì có nhắn cho tôi vào lúc là 8:30 tối ngày hôm qua đó quý vị. Nhắn cái nội dung như thế này: sao ổn không, hoa hậu cần đi bệnh viện tâm thần không? Tôi vừa nhận kết bạn Zalo xong bắt đầu nhắn tôi vậy đó quý vị, tấn công vô trong cái Zalo của tôi luôn quý vị. Rồi tôi mới nhắn lại như thế này nè: em có muốn ăn đơn không, đừng có xúc phạm chị mà nghỉ ăn Tết ở nhà nhé em. Thì bắt đầu mới nhắn lại tôi như thế này đây quý vị: chị tên gì, xuống không? Nó kết bạn Zalo với mình mà nó nói là chị tên gì. Tôi mới chụp lại cái thông tin cá nhân của nó, tôi gửi qua, tôi nói là thông tin này đây đó. Bắt đầu tiếp tục tôi nói là: em chỉ cần nói muốn và thách chị đi, em đang vào trang cá nhân tấn công và xúc phạm chị nhé. Nó nói bạn của em tên là Hoa Hậu mà. Tôi mới nói: em vừa vào Zalo của tôi nhé. Nó nhắn tiếp: chị kết bạn với em mà, tiếu không quý vị? Nó vô nó kết bạn với tôi rõ ràng. Bởi tôi nói những cái con người mà nó ngu dốt mà nó muốn vô nó chửi, là tức là nó chỉ có thể là chửi tục nè, chửi thề nè, chửi dân tục đầu đường xó chợ thì nó biết thôi quý vị. Mà nói về cái mặt mà luật, nói về cái mặt mà lý đó quý vị, thì nó nói không lại mình đó.
Bắt đầu cái tôi mới nói là em có muốn ăn đơn không? Trả lời là muốn đi em. Em yêu cầu kết bạn Zalo này để vào xúc phạm chị. Nè em, đừng có mù quáng mà hùa theo những người xa lạ, bên người ta rồi xúc phạm chị mà hại chính bản thân em đấy. Em muốn chị cho em ăn cái đơn khỏi ăn Tết không? Bắt đầu nói trận tin nhắn tôi luôn quý vị. Vô để xúc phạm để chửi tôi. Nhưng tôi nói có vài câu thôi, bắt đầu cái là nó chặn tin nhắn tôi luôn quý vị. Đó, tôi nói có những người nói mà ngu dốt đến nỗi giống y hệt như vậy đó quý vị. Nè, bây giờ binh người ta bắt đầu vô xúc phạm trang cá nhân của người ta vậy. Đây là những chứng cứ là mình đã xúc phạm đến người ta rồi. Thì cái này đủ ăn kiện rồi, đúng không? Cho nên tôi hỏi là em có muốn ăn kiện để Tết nay khỏi ăn Tết không thì im re. Xong bắt đầu chặn tin nhắn tôi luôn quý vị. Mà trong khi đó là đầu tiên muốn vô kết bạn để xúc phạm tôi. Vừa mở đầu một cái một là nó quất một câu, nó chửi mình liền quý vị. Sao? Ổn không qua hậu? Có cần đi bệnh viện tâm thần không? Xúc phạm không quý vị? Lời này là xúc phạm rồi. Bởi cho nên những cái gì mà xúc phạm và chửi tôi ở trên kênh đó quý vị, nó không phải đơn giản là vô chửi như vậy là không làm gì được. Nè, chỉ ngoại trừ ra là ở nước ngoài thôi, chứ nếu như mà ở Việt Nam á, mà cái nick nào mà tôi muốn kiện á, là cái nick đó không thể nào chạy khỏi được tôi. Đơn giản vậy thôi. Cho nên tôi chỉ khuyên nè, mình ủng hộ, mình thương ai đó, mình thương, mình giàu, mình ủng hộ cái người đó. Còn ví dụ như mình có ghét ai á, hoặc là mình ghét cái kênh nào đó, thì mình lướt qua, mình chặn ta luôn. Đừng có vì mà binh giật mà mù quáng, trong khi đó những người mà mình binh giật mình không biết họ là ai. Mình không biết họ là ai hết mà mình vào cái trang cá nhân của người ta, mình xúc phạm, mình tấn công người ta, đó là cái hành vi vi phạm pháp luật của mình. Tự nhiên mình binh một cái người đầu đường xó chợ, mình không biết đó là ai hết trơn á, mà mình vào mình xúc phạm người khác, tự nhiên cái mang dạ vô thân mình, cái mình bị ăn đơn. Nó có phải vô duyên và cái đó là cái dạng thiếu kiến thức và ngu dốt của mình không quý vị? Cho nên là đừng có cái kiểu mà binh giật mà thiếu hiểu biết như vậy. Cái thứ nhất nè, bây giờ tôi hỏi tất cả những người mà vào binh nè, bây giờ tôi hỏi nè, cái em mà mã lai đó đó, lai lịch nó như thế nào? Ai trả lời giùm tôi đi. Ai trả lời giùm tôi là bây giờ cái lai lịch của cái em mã lai đó ra sao? Trong khi đó là nguyên một năm trời không có ai biết lai lịch nó như thế nào. Chỉ biết là nó ở bên cạnh của cái em vô ơn để tạo ra những cái tốt đẹp nhất ở trên mạng thôi. Còn thực tế là không biết nó như thế nào. Vậy thì những người mà hùa theo binh giật cái em mã lai này để xúc phạm tôi, để chửi tôi, để nói là tôi nói những lời không đúng, vậy thì ai có thể giơ tay lên cho tôi biết là nhà của các em mã lai hoặc lai lịch của em mã lai này như thế nào không? Nếu như mình đưa lai lịch của các em mã lai này ra mà rõ ràng một người có một cái gia đình đàng hoàng, một người đại gia đàng hoàng, thì tôi nín, tôi đâu có nói quý vị. Đâu phải tự nhiên tôi ngồi lên đây mà tôi nói. Là tại vì sao? Là tại vì em ấy xúc phạm tôi, em ấy vào chửi tôi là đi qua bên Hàn Quốc làm gái. Và trong khi đó tôi xin nhắc lại tất cả những người đang mù quáng mà hùa theo em mã lai để xúc phạm tôi nè. Tôi đi qua bên Hàn Quốc làm gái có chứng cứ không? Đưa lên giùm tôi cho tôi câm cái họng tôi lại. Nếu như mà có chứng cứ hoặc là cái người nào mà làm gái chung với tôi á, hoặc cái người nào mà quen biết tôi ở bên phía Hàn Quốc mà tôi đi làm gái ở tỉnh nào, ở thành phố nào, ở quận nào, ở huyện nào, nói ra thôi hen, để cho tôi câm cái miệng tôi lại. Còn đằng này á, là hùa theo bị cái em mã lai đó dẫn dắt. Tại vì chính bản thân của em ấy là làm cái nghề đó cho nên mới xúc phạm tôi giống y hệt như vậy. Ủa vậy là những người nào mà nói tiếng Hàn Quốc là những người đó làm gái hết sao? Trong khi đó là tôi đưa lên được chứng cứ của tôi. Tôi đưa lên được tôi là người như thế nào. Tôi là một người thông dịch viên. Tôi là một người hướng dẫn viên tiếng Hàn Quốc tại Việt Nam. Chứ phải chi nói tôi là một người thông dịch, một cái người hướng dẫn viên mà hướng dẫn qua Hàn Quốc thì nói tôi làm gái bên đó cũng được đi, nó dễ nghe. Trong khi tôi sống tại Việt Nam, tôi đi qua bên Hàn Quốc là tôi đi công tác. Ví dụ như là tôi đi dịch cho một cái giám đốc doanh nghiệp đó là bên gỗ nè, rồi bên xuất nhập khẩu của hải sản nè, sấy khô nè, rồi mụn dừa nè, đó, rồi bên xây dựng nè, rồi bên nấm nè, bên nông sản nè. Thì tôi đi qua bên đó tôi dịch cho họ trong vòng có mấy ngày thôi, rồi xong rồi tôi đi về. Rồi tôi đi du lịch ở bên đó. Mỗi lần tôi đi qua bên Hàn Quốc á, là thời hạn nào mà lâu nhất, tại vì tôi đi ở tỉnh Busan á. Ở Busan thì tôi đi dịch cho cái công ty nấm, tức là nấm kim châm mình hay ăn lẩu đó quý vị. Rồi nấm tuyết nè, rồi cái nấm mà nứt nè, rồi cái nấm đông cô tươi nè. Đó, thì tôi đi dịch cho bên công ty đó là vì sao? Là tại vì đợt đó là cái ông chủ tịch của cái công ty nấm đó đó quý vị, mời tôi đi qua bển để tôi quay lại và tôi chụp hình lại những cái quy mô sản xuất của ổng để đem về Việt Nam cho những người đối tác ở Việt Nam để nhập về. Tại vì mỗi lần mà nhập nấm đó quý vị, nấm kim châm nè, nấm tuyết nè, rồi nấm nhật nè, nấm đông cô tươi nè, nhập về Việt Nam thì mỗi lần nhập á, là nhập về một lần tới mấy container quý vị, tức là nhập về
thì những cái nhà phân phối đó họ sẽ phân phối ra chợ nông sản. Tức là những người đó họ nhập trực tiếp bên Hàn Quốc về, xong rồi bắt đầu họ mới phân phối ra chợ nông sản. Chợ nông sản mới bán cho những cái chợ nhỏ đó. Thì tôi đi dịch cho những cái công ty đó, rồi xong tôi mới đi qua bên Seoul. Thì qua bên Seoul á, thì tôi đi hai cái thành phố lớn của Hàn Quốc, một là Busan, hai là Seoul. Thì đi lâu nhất là một tuần lễ, rồi xong là tôi đi về quý vị. Còn có những lần tôi đi có 3 ngày thôi là tôi về. Tức là họ cần phiên dịch trong vòng 3 ngày. Họ phải lo tiền máy bay nè, họ phải lo tiền khách sạn ăn uống cho tôi. Và chi phí đi thông dịch nếu như mà đi qua tới bên nước ngoài mà dịch đó quý vị, dịch tại Việt Nam là tôi lấy là 150 đô một ngày, 8 tiếng đồng hồ. Còn nếu đi qua bên nước ngoài á, mà đi dịch như vậy đó quý vị, thì tôi lấy 300, tức là lấy gấp đôi. Ví dụ như tôi dịch 3 ngày, tôi lấy là 900 đô. Nhưng mà thường là những cái công ty ở Việt Nam đó quý vị, họ trả cho tôi chẳng 1.000 đô. Còn nếu một tuần lễ thì cứ thế cộng lên thôi quý vị, một ngày là 300 đô để tôi đi phiên dịch cho họ. Và những gì tôi nói đều có hình ảnh đưa lên đàng hoàng, chứ không phải tôi nói bằng miệng như cái em Mã Lai để mà dẫn dắt dư luận đó. Còn tôi đi hướng dẫn tour đó quý vị, là tôi đi làm hướng dẫn tour là gần 20 năm đó. Đầu tiên tôi chỉ là người đi làm hướng dẫn tour tự do thôi, và sau đó tôi đăng ký cái công ty du lịch, công ty tour du lịch để tôi nhận những cái tour lớn đó quý vị. Tại vì cách đây mà gần 20 năm về trước đó, là nhà nước mình không có quản lý chặt chẽ về cái vấn đề tour du lịch. Và sau này á, mà nếu đi hướng dẫn mà không có thẻ hướng dẫn nè là sẽ bị bắt. Rồi nếu như mà làm hướng dẫn tour chui đó quý vị, vẫn bị bắt. Thì từ chỗ đó tôi mới đăng ký, tôi mới mở cái công ty du lịch có giấy phép đàng hoàng quý vị, có đóng thuế hàng năm cho nhà nước đàng hoàng quý vị. Thì đi những cái tour nhỏ đó quý vị, thì tôi để cho nhân viên của tôi đi. Hồi cái lúc thời điểm đó là mỗi nhân viên của tôi á, là đi á, là một ngày á, là tôi trả cho 80 đô quý vị. Tại vì làm bên cái ngành mà hướng dẫn viên du lịch á, và nếu như mà làm ăn lương của công ty thì lương rất là thấp quý vị. Cho nên là những cái em mà mới vừa tốt nghiệp đại học ra đó quý vị, tốt nghiệp ra là thông dịch viên đó, nhưng mà lại là không có đi làm, mới vừa tốt nghiệp ra thì làm sao có chỗ làm. Thì bắt đầu tôi mới đào tạo cho những cái em đó để mà đi làm hướng dẫn tour cho công ty của tôi. Đó, tất cả những gì tôi nói đều có bằng chứng, đều có đưa lên đàng hoàng chứ không nói cái miệng. Còn trong khi em Mã Lai dẫn dắt để đi nói xấu người khác, đi nói xấu tôi, đi nói xấu tôi, nói là tôi đi làm gái ở bên Hàn Quốc, rồi xong bắt đầu tất cả những fan của em ấy vào tấn công chửi tôi, nói tôi đi làm gái ở bên Hàn Quốc, thì cái này có phải là xúc phạm và vu khống tôi không quý vị? Hen đó, nếu như mà nói tôi á là một người đi làm gái ở bên Hàn Quốc á, thì có cái gì chứng minh là tôi đi qua bên Hàn Quốc để làm gái hay không? Đúng không quý vị? Một cái con người xúc phạm tôi như thế, moi ra cái chuyện đời tư của tôi, mà trong khi đó chuyện đời tư tôi chả có một cái gì. Tôi nhớ có một lần hồi trước á, tôi nói trong cái vấn đề, cái vụ của chị Hằng mà tôi binh chị ấy đó quý vị, thì cũng có những người vào chửi tôi, nói tôi đi làm gái bên Đài Loan. Cái xong cái bây giờ là tới cái vụ này á, thì lại nói tôi đi làm gái bên Hàn Quốc. Chắc lần sau mà tới cái vụ drama nào khác á, cái vụ nào đó khác chắc chửi tôi là sẽ nói là tôi đi làm gái bên Mỹ quá. Vậy đó quý vị, sao ngộ ghê vậy. Tất cả những người mà cái đầu óc mà nó xấu á, những người mà có đầu óc mà hay là xúc phạm người khác, là hay chửi người ta cái từ làm gái quá, ta ngộ kỳ thiệt á. Trong khi đó là gia đình của người ta đang rất là hạnh phúc, nhà cửa người ta rõ ràng, cuộc sống cá nhân của người ta rất là rõ ràng, không có gì gọi là giấu giếm, không có gì gọi là không minh bạch cả. Đó, thì bây giờ á, là em Mã Lai, tại sao tôi nói? Là tại vì em ấy á, đầu tiên cách đây hơn một tháng đó quý vị, tôi đã nói tôi im, tôi không nói rồi, dẫn lên nó khịa, dẫn lên nó moi ra nó xúc phạm tôi. Thì bây giờ nếu như mà muốn moi để chị nói cho em biết, chị sẽ nói chừng nào để cho tất cả những người trên cộng đồng mạng thấy được cái bản mặt của em? Thì bây giờ tôi hỏi nè, tất cả những người đang binh vực cái em Mã Lai này, thì hãy trả lời cho tôi biết là nếu như mình là một người giàu có, tại sao nguyên một năm trời có ai biết lai lịch của em Mã Lai này như thế nào không? Quý vị hãy trả lời giùm tôi, những người mà giàu binh vực em ấy. Thì tôi nói lên rất là nhiều lần, thì tại sao cái vấn đề gia đình của mình, nhà cửa của mình vẫn không quay lên? Clip nào tôi cũng nói hết quý vị. Tại sao? Tôi nói lên để cho tất cả mọi người thấy rằng cái người không rõ ràng về lai lịch mới giấu như vậy. Tại sao lại giấu? Cái gì cũng đưa lên hết mà chỉ có gia đình mình là không đưa lên, và gia đình mình ở đâu, nhà cửa như thế nào không đưa lên. Bắt đầu mới chụp lên một cái tấm hình đưa lên như thế này đây quý vị, nhà của em đó nhưng đầy ấm áp tình thương được chưa nè. Tức là chụp một cái căn nhà lập sập chứ không phải là gọi nhà cấp 4 nữa quý vị. Một cái căn nhà tranh rất là nghèo. Cái này là nói thì nói cho nó đúng. Nhà của em Mã Lai không có nghèo đến cỡ này quý vị. Cũng là một cái căn nhà cấp 4 khá giả hơn nhà này.
chứ không phải là một cái căn nhà này đâu quý vị. Vậy thì khi mà mình chụp cái căn nhà này đó, thì mình phải đứng vô trong cái căn nhà đó để mình chụp và mình quay lên, và cha mẹ mình, con cái mình sống ở trong đó thì người ta mới tin. Mà nếu như thật sự mà mình ở trong cái căn nhà này thì lấy đâu ra tiền để 1 tỷ mấy để mình giúp người ta mà cái gọi là vì yêu thương mà đến, mà bỏ công sức ra trong vòng hơn 1 năm trời để giúp người khác. Mà cái căn nhà này để cho cha mẹ mình ở là một cái căn nhà lá, đúng không quý vị? Nó quá vô lý. Cho nên mọi người hãy bình tĩnh giùm tôi, động viên em ấy để quay gia đình của mình, để cho mọi người biết lai lịch của mình như thế nào. Còn vẫn im, tức là có vấn đề về vấn đề lai lịch, đúng không quý vị? Hãy sáng suốt lên giùm tôi, đừng quá mù quáng. Tôi không cần phải là nghe theo lời tôi, mà hãy nhìn vào sự thật. Tôi đã nói rất là nhiều lần rồi mà tại sao những người u mê đó vẫn có thể binh vực là như thế nào. Những người mà người ta không đưa lai lịch của mình lên là ngoài trừ ra trinh sát đang làm nhiệm vụ. Trinh sát là gì? Là công an đó quý vị. Nhưng mà những người nằm vùng gọi là trinh sát đó. Thì em này không thể là thuộc vô trong cái dạng đó rồi. Còn nếu như mà nói vòng vo tam quốc mà vẫn lảng tránh về cái vấn đề gia đình của mình, lai lịch của mình, thì nó có cái lý do gì để tất cả quý vị binh vực không? Một người tốt đâu phải là như vậy. Lai lịch là nhà của mình phải tự hào. Đây nhà tôi, đây quý vị, nhà tôi rất là giàu. Nhà tôi dư tiền của ra cho nên tôi mới giúp, cho nên tôi mới giúp cái em vô ơn như thế đó. Mình phải đưa lên cho người ta biết. Còn trong khi là lai lịch của mình, lai lịch bất minh đó quý vị, không rõ ràng đó. Mà mình thì có 5 đứa con đó. Mà theo như tôi được biết là những người mà ở trên đó, bây giờ nếu như mà em không quay gia đình của em lên đó, mà em cứ đè, em xúc phạm tôi, em nói tôi đi làm gái đồ này kia, nhưng những gì em nói tôi đã đưa, tôi chứng minh được. Còn em nói em là một người cao sang lắm, thì bây giờ nè, tôi sẽ cho mọi người thấy em là người như thế nào. Em lừa được 1 năm rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là em cũng không có giỏi đến nỗi mà lừa tiếp thêm 1-2 năm nữa đâu. Từ từ tất cả mọi người họ sẽ sáng mắt ra thôi. Thì những người mà họ biết em, dòng họ nhà của em là cờ bạc trùm luôn, ngày nào cũng tổ chức đánh bạc ở An Khê, ai mà không biết. Cháu nội của bà dì hai là dì ruột của em á, bị đau cái màng não, mà cha của nó thì chết sớm bơ vơ kìa, sao không về làm từ thiện cho nó. Tức là bên gia đình ruột thịt của mình có một cái đứa cháu mà nó bị bệnh màng não đó quý vị, mà cha nó thì chết rồi đó. Rất là đáng thương, tại sao mình không chịu giúp đỡ cho nó, trong khi cái con vô ơn này nó giàu như vậy đó, mà mình đến mình giúp đỡ cho nó, mình nói mình cho nó tới hơn 1 tỷ đồng để cho nó ở bên cạnh để giúp đỡ cho nó, mà trong khi dòng họ mình không giúp. Nếu thật sự ra một người mà nó có 8.000 tỷ đó quý vị, một cái người mà nó giàu đến cỡ đó là dòng họ của người ta giúp hết. Người ta phải giúp dòng họ của mình trước, xong rồi mới giúp người ngoài quý vị đó. Vậy thì tại sao dòng họ của mình không giúp, mà đi chạy, đi năn nỉ một cái người nghệ sĩ để cho mình giàu, mình giúp cái em này trong vòng nguyên 1 năm trời mà con mình bỏ luôn? Thì nó phải có cái mục đích gì đó mình mới đến, chứ đâu phải tự nhiên mình nhảy đến quý vị. Rồi, chị ở gần nhà nó để chị chụp hình nhà nó, chị gửi cho em xem. Dòng họ nhà nó, con gái đều ăn nói là mất dạy như nhau. Hàng xóm người ta nói, người ta nói là giấy không thể nào gói được lửa. Sự thật nó vẫn là sự thật. Em đè, em môi, em nói xấu và em vu khống tôi đó. Trong khi đó là em là một người có 3 đời chồng ở trên ngay chỗ địa phương của em, cho nên vì lý do đó em về em đâu có dám quay đó. Bây giờ tôi nhắc lại cho quý vị nè, những người mà binh vực nè, hãy sáng mắt ra giùm tôi đi. Đi về quê đám cưới, quay ở trên đường không? Cái sau khi đi vô cái đám cưới á, quý vị có xem cái hình ảnh của tôi mà tôi chia sẻ những clip tôi đi đám cưới không quý vị? Khi mình đi đám cưới, mình phải quay hết những cảnh vật xung quanh. Mình phải quay trong cái đám cưới đó là đám cưới là ai, cô dâu chú rể là người nào. Còn đằng này đám cưới cũng quay ngay chỗ cái bản mặt của mình thôi. Không bao giờ dám quay cái cảnh vật xung quanh là vì sao? Tức là sợ người ta biết là nhà của mình ở đâu, quê của mình ở chỗ nào. Đó, sợ người ta đến như vậy là có cái gì để giấu. Tôi hỏi quý vị á, đây là cái fan mà của em Mã Lai với lại em Vô Ơn đây quý vị. Tại sao mà tôi kêu bằng em Vô Ơn? Là tại vì nếu như mà kêu tên thẳng tôi bị kiện sao quý vị? Mà kêu cái tên khác á, thì tôi thấy không có cái tên nào nó đẹp bằng cái tên Vô Ơn hết trơn đó quý vị. Cho nên tôi đặt cho em ấy cái biệt danh là Vô Ơn đó. Thì bên phe của cái em Vô Ơn với lại cái em Mã Lai đó quý vị, thì lại vào nói như thế này. Tôi xin lỗi quý vị là cho tôi xin phép tôi đọc cái những cái lời văn này nha quý vị. Và nhớ mấy anh em YouTube bẩn á, nhớ là nếu như muốn cắt cái clip của tôi ra thì phải cắt luôn cả lúc tôi đang đọc cái bình luận nha. Chứ đừng cái lúc mà cắt ra cái lúc tôi đọc á, rồi cái lúc tôi đang trả lời á, là cắt ra bắt đầu dẫn dắt.
Giống y như lần trước đó quý vị, tôi đọc một cái bình luận của một vị khán giả nói rằng những phụ nữ mà đi qua bên Mã Lai đó quý vị thì đa số là qua bên bển làm gái, thì đó là những lời lẽ của cái người khán giả đó tôi đọc lại. Và trước khi tôi đọc tôi cũng đã xin lỗi quý vị là cho tôi đọc cái lời văn này là của khán giả đó. Tôi đọc lên rõ ràng, nhớ nhen các anh em YouTube, nhớ là phải cắt ra đầu đuôi đàng hoàng, đừng có cắt nửa dời ra rồi bắt đầu vu khống cho tôi. Đây là cái lời của bên phe gọi là phe chính nghĩa, họ chửi tôi là phe tà quý vị. Đó, đây là phe chính nghĩa để tôi đọc cho quý vị nghe nha. Và tôi cũng xin lỗi trước là những cái lời này phải nói rất là khó đọc nha quý vị. Địt mẹ mày, ăn nói cho cẩn thận nhé, cái con bảy màu. Mày thấy càng ngày mày nói mọi người cộng đồng mạng coi mày như con súc vật đầu thai không? Riết tao thấy mày á, con người mà tao tưởng mày là một con tôm bảy màu, tức là ăn cứt đi mày. Mày tức, mày nói tùm lum cho người ta rủa mày. Sao ngu mà thích thể hiện vậy cái con tù đờ u nặng. Mẹ, mày là cái loại dơ bẩn của mày chả khác gì cái loại sáu bào bảy báo ngu. Phe chính nghĩa đó quý vị, phe của cái em vô ơn với lại cái em Mã Lai đó quý vị. Người có trí thức đó, người tốt đó mà vào chửi người ta như thế này đây quý vị. Địt không hả quý vị? Chửi tàn đê em không quý vị? Rồi xong rồi chửi. Nói chung là những cái lời này tôi ráng cố gắng tôi đọc cho nó nhẹ đi quý vị. Nếu như mà đọc đúng cái ngôn từ của nó là nó phải dữ dội lên quý vị. Thì những người mà ủng hộ cho các em Mã Lai và em vô ơn đó là những người có học thức vậy không đó, đúng không quý vị? Thì giống y như là cái anh Hề Lê Lết vậy đó quý vị. Khi mà nói lý không lại tôi đó quý vị, bắt đầu trở cái thói là giải đành đạch lên là mày tao mày tớ liền ngay lập tức. Trong khi đó nè, chính cái em Mã Lai, chính cái anh Lê Lết và chính tất cả những kênh YouTube đó đều tấn công tôi trước và xúc phạm tôi quý vị. Chứ những kênh YouTube đó tôi chả biết là ai. Còn cái anh Hề Lê Lết này thì tôi cũng chả có liên quan, tự nhiên môi tôi ra để xúc phạm tôi. Thì cái nào xúc phạm quá đáng lắm tôi mới đọc lên. Thì đây là những cái bình luận quá đáng cho nên tôi mới đọc lên đó quý vị. Thì đây là fan, là bên phía của em vô ơn với lại em Mã Lai. Toàn là những người có trí thức, họ chửi tôi là người không có trí thức, người mà học ít. Tại vì anh Lê Lết chửi tôi học ít đó quý vị. Đó, học ít nhưng mà biết nói chuyện, anh xưng tôi. Còn những người học càng cao á là họ xưng mày tao không quý vị. Nó rất là ngộ. Tôi cũng ráng tôi học cao lên để mà học cái cách nói chuyện giống vậy. Mà chắc có lẽ là tôi giới cao không nổi rồi. Chắc học kiểu này tôi học không nổi quý vị. Thôi cho tôi là người ít học đi ha. Chứ mà nó học cao để mà dùng những ngôn từ mày tao mày tớ mà chửi thề tục tiểu là đê em đồ này kia, chắc có lẽ là tôi học không nổi rồi đó quý vị. Đó, thì cái trang cá nhân của cái người mới vừa chửi tôi đó quý vị là Đạt Man. Đạt Man, hình nền là một cái hình của một cái đứa bé chắp tay lại Phật nha quý vị. Đó, thì những người mà cứ đưa lên hình Phật nè, đưa lên những cái hình mà tu đồ này kia mà lại thốt ra những lời vậy, tức là cái em Đạt Man này, em là người hiểu biết, em là người mà hiểu chuyện, em là một cái người mà tâm tốt, gọi là tâm Phật. Thì những người mà tâm Phật giống y hệt như em là thốt ra những cái lời mà chửi giống y em nói vậy đó hả? Chưa gì hết vừa vô các em địt mẹ mày rồi đó. Vậy là người có học đó hả? Cái người mà có tâm tốt là phải dùng những cái ngôn từ dày hay sao, đúng không? Rồi còn dùng cái từ này nữa nè, cái con tù đờ u nặng nữa, tờ đó cơ, dùng cái từ vậy. Những cái người có học nói chuyện vậy đó hả em? Rồi bắt đầu đây nữa này quý vị, xì ta tút này nó tới 2.600 ca thích, 100+ bình luận và 4 lượt chia sẻ, thì nó không phải là nick ảo nha quý vị. Xúc phạm chửi tôi như thế này đây quý vị. Con mì lộn lào bảy màu, mày nên biến mất khỏi trái đất này để cho xã hội trong sạch. Cái gì vậy? Cái gì vậy hả chú bốn? Cái gì vậy, ngộ không? Con có đụng chạm gì chú không? Sao mà chú là người lớn mà chú nói gì kỳ vậy chú? Con từ nào tới giờ con rất là tôn trọng chú và con chưa bao giờ xúc phạm đến chú. Mà sao tự nhiên chú vô, chú xúc phạm con là lộn xào, rồi xong rồi con bảy màu biến mất khỏi xã hội. Chú dùng những cái ngôn từ này chú đã xúc phạm con rồi đó. Mà trong khi đó là con chưa hề đá động gì tới chú và con cũng không nói gì tới chú luôn. Tại sao kỳ vậy chú? Mình lớn rồi mình để cho con nít nó tôn trọng mình chứ chú. Còn cái vấn đề ví dụ như chú binh ai đó là quyền của chú, con đâu có xía vô và con cũng đâu có bắt chú là phải nghe lời theo con đâu. Mà sao tự nhiên cái chú vô chú xúc phạm con kỳ vậy chú? Cho nên con chỉ nhắc nhở chú thôi, mình lớn rồi mình nói chuyện để cho nít tôn trọng đi chú. Còn chú mà cứ xúc phạm con nhiều hơn nữa đi thì con sẽ có cái cách khác để mà con xử lý chú. Vậy thôi nha chú. Rồi bây giờ tôi sẽ nói về cái vấn đề mà cái quỷ giấy khai sinh nha quý vị. Có rất là nhiều người nó kỳ như thế này. Dạ, kính thưa cộng đồng mạng, là bây giờ á, là mình làm bất kỳ một cái gì mình cũng phải theo luật.
chứ không phải là mình theo cái cảm tính của mình. Mình cho nó đúng là nó sẽ đúng. Tại vì Việt Nam của mình nó có luật mà, mình phải làm theo luật và mình sống và làm theo pháp luật chứ, chứ đâu phải là mình theo làm cảm tính của mình đâu. Ví dụ như là cái luật quy định của nó như thế nào, thì nếu mình là một cái người mà chính trực, mình là một cái người thật không phải là cái người giả đó, thì mình cứ chứng minh thôi chứ mắc gì mà tự nhiên mình nhảy đành đạch lên bắt đầu mình chửi và mình xúc phạm những cái kênh khác. Mới hồi ngày hôm qua tôi thấy là em luật sư Vlog vào phân tích về cái vấn đề mà quỷ giấy khai sinh, cái vào tấn công chửi người ta quá trời. Và trong khi đó là người ta phân tích về cái mặt luật pháp. Nếu như mà mình cảm thấy người ta nói không đúng thì mình lên trên Google mình tra ra là cái luật mà quy định mà quỷ giấy khai sinh là nằm trong những bộ luật nào, và những cái trường hợp nào mà bị quỷ cái giấy khai sinh thì mình lên mình tìm hiểu đi, coi người ta có nói đúng hay không. Chứ đâu phải tự nhiên là cái cảm tính của mình sao là mình bắt người ta cũng phải nói theo mình, đúng không? Còn nếu như mà người ta phân tích mà nó sai ý mình, ta phân tích không có đúng á, thì bắt đầu là mình sẽ đưa đây bộ luật nè, mình đưa cho người ta coi. Chứ đâu mà nhảy đành đạch vô chửi người ta quá trời luôn quý vị. Ở đây tôi chỉ nói cái vấn đề mình muốn binh ai, nhưng mà mình cũng phải binh cho nó đúng theo pháp luật. Cộng đồng mạng xôn xao về cái bài báo đưa tin, báo Pháp Luật đưa tin ngày hôm bữa mà ra tòa đó quý vị. Thì có cái nội dung là như thế này: hai yêu cầu khởi kiện bổ sung về phía nguyên đơn mà tòa đã thụ lý, gồm quỹ giấy giao nhận việc nuôi con nuôi do Ủy ban Nhân dân quận cấp vào ngày 21 tháng 3 năm 1992 và cái giấy khai sinh do Ủy ban Nhân dân quận cấp ngày 21 tháng 3 năm 1992. Đó là ngày hôm đó là ở bên tòa án họ tiếp nhận hai cái yêu cầu, một là quỷ cái giấy nhận con nuôi, một cái yêu cầu là quỷ cái giấy khai sinh. Thì tôi thấy trên cộng đồng mạng là xôn xao quý vị, là tranh cãi với nhau cái vấn đề này là vấn đề của pháp luật, là có quỷ cái giấy khai sinh hay không, có quỷ cái giấy mà giao nhận con nuôi hay không, cái đó là quyền quyết định của pháp luật chứ không phải là quyền quyết định của những người dân như mình. Mình cứ ngồi bình tĩnh và mình coi thôi, chứ mắc cái gì mà mình nhảy vô rồi bên đây chửi bên kia rồi bên kia chửi bên nọ làm chi vậy. Mà quyết định này là quyết định của nhà nước chứ không phải là quyết định của người dân mình nha. Cho nên là nó có rất là nhiều tranh cãi và tôi thấy mắc cười. Ví dụ như là cái người bên kia người ta yêu cầu là quỷ cái giấy khai sinh, khi mà cái bên mà nguyên đơn người ta yêu cầu mà quỷ cái đó thì người ta phải cung cấp được cái gì đó thì người ta mới yêu cầu. Và khi mà yêu cầu rồi á thì bên tòa án họ sẽ làm việc với lại bên ủy ban mà cái chỗ mà nhận con nuôi, là sẽ cung cấp những cái giấy tờ gì đó để cho tòa. Nếu như mà nó chưa đủ về mặt pháp lý, người ta sẽ hủy là cái giấy giao nhận con nuôi thôi quý vị. Cái đó là cái việc của nhà nước, mình chỉ việc là ngồi chờ để mà mình xem thôi, chứ mà mình không có quyền để mà mình nhảy vô mình chửi lộn qua lại làm chi cho nó mệt chứ quý vị. Đó, thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ về cái vấn đề mà của bộ luật mà nhận con nuôi với lại hủy giấy khai sinh nè quý vị. Tại có rất là nhiều người họ vào họ cãi, họ nói rằng là cái giấy khai sinh không thể nào hủy được, không có cái nào mà không thể hết quý vị. Tại vì luật của mình đưa ra thì luật mình cũng có thể hủy nó được, nó không có gì là không thể quý vị. Trên đời này nếu như mà cấp sai, nếu như mà cấp không đúng đối tượng thì cái việc hủy là rất là bình thường. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ về cái bài của cái một cái vị ở trên Facebook. Thì cái bộ luật này nó có đúng hay là nó sai thì quý vị có quyền đi lên trên Google để mình đánh ra mình tìm coi là cái bộ luật này nó có đúng như vậy hay không. Đừng có cãi và cũng đừng có nhảy vô chửi lộn chi cho nó mệt nha. Mình sống là sống theo pháp luật. Còn nếu như cái bộ luật người ta đưa ra mà nó đúng hay sai thì mình cứ lên trên đó mình coi thôi. Tại vì đây là bộ luật của nhà nước đưa ra chứ không phải của dân mình. Không phải mình tự đưa ra mà mình đè mình chửi cái người mà người ta chia sẻ được, đúng không quý vị? Một cái bài của một người ở trên Facebook và tôi sẽ đọc chia sẻ lại cho tất cả mọi người thì cứ tham khảo thôi nha quý vị. Tham khảo về cái bộ luật này, trong trường hợp việc nhận nuôi con nuôi không đúng theo thẩm quyền thì có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy công nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về hộ tịch và yêu cầu người nhận nuôi con nuôi thực hiện lại những cái đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thì những cái nội dung sau đây là có thể yêu cầu hủy bỏ giấy khai sinh của con nuôi nha quý vị. Đó, thì những cái quy định như thế này nằm trong những mục như thế này đây quý vị. Theo quy định của pháp luật nhận nuôi con nuôi, việc nuôi con nuôi chấm dứt khi có một trong những căn cứ như sau. Tức là những căn cứ này có thể là yêu cầu hủy bỏ nha quý vị. Một, con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi có nguyện vọng chấm dứt việc nuôi con nuôi. Tức là khi con nuôi nó đã đến tuổi vị thành niên, tức là 18 tuổi, nếu cha mẹ nuôi không muốn nuôi nữa thì có quyền chấm dứt việc nuôi con nuôi nha quý vị. Rồi, cái vấn đề thứ hai, con nuôi bị kết án về các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của cha mẹ nuôi, ngược đãi nè, hành hạ cha mẹ nuôi, hoặc con nuôi có hành vi
phá tài sản của cha mẹ nuôi. Tức là trường hợp thứ hai này đó quý vị, thì cái đứa con nuôi này là có thể là ví dụ như ngược đãi cha mẹ nè, đánh đập cha mẹ nè, hoặc là phá tài sản của cha mẹ nuôi. Thì những cái trường hợp này cha mẹ nuôi cũng có quyền chấm dứt quỹ nuôi nhận con nuôi nha quý vị. Tức là quỹ cái giấy khai sinh là coi như là quỹ nuôi nhận con nuôi. Rồi trường hợp thứ ba, cha mẹ nuôi bị kết án trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng của sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi, ngược đãi và hành hạ con nuôi, thì cũng giống y hệt như vậy luôn quý vị. Cái mục 3 này, nếu như người cha mẹ nuôi mà ngược đãi, đánh đập và xâm phạm về sức khỏe của nó đó, thì có thể là cái người con nuôi đó có quyền yêu cầu là chấm dứt cái mối quan hệ là cha mẹ nuôi. Thậm chí là cái này cha mẹ ruột luôn mà có những cái hành vi như thế này vẫn có thể yêu cầu chấm dứt cái mối quan hệ cha con, mẹ con đó quý vị. Rồi, trường hợp thứ 4, vi phạm quy định về các hành vi bị cấm như là lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục, bắt cóc, mua bán trẻ em, mạo danh giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi, phân biệt đối xử con đẻ và con nuôi, lợi dụng việc con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số, lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công của cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước, ông bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh chị em nhận nhau để làm con nuôi, lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục, tập quán, đạo đức, truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trong cái mục 4 này đó quý vị, thì nó có rất là nhiều. Cái thứ nhất là ví dụ như là lợi dụng những cái mà mình bị cấm. Một á, lợi dụng nuôi con nuôi để trục lợi, để bóc lột sức lao động. Tức là mình nhận nuôi con nuôi xong đầu cái mình cho nó đi xin đó quý vị, cho nó đi xin ăn đồ này kia. Đó là gọi là lợi dụng con nuôi để bóc lột sức lao động của nó. Xâm phạm tình dục, tức là nhận nuôi con nuôi nhưng mà xâm phạm đến cái thân thể của nó là cũng vi phạm. Bắt cóc mua bán trẻ em để giả mạo giấy tờ, tức là bắt cóc nhưng mà mình giả mạo giấy tờ, mình nói là mình nhận nuôi con nuôi đó, khi mà biết ra thì đó cũng là vi phạm, bị hủy cái đó nha quý vị. Rồi, và cái trường hợp này nữa đây quý vị, tức là nhận nuôi con nuôi của người thương binh có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng cái ưu đãi của nhà nước, thì một trong những cái hành vi này của cái mục 4 cũng là hủy bỏ cái giấy chứng nhận nhận nuôi con nuôi nha quý vị. Tiếp theo, luật nuôi con nuôi chưa có quy định xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định về những điều kiện nuôi con nuôi như người được nhận nuôi con nuôi trên 18 tuổi, người nhận nuôi con nuôi phải hơn con nuôi dưới 20 tuổi, tức là từ 16 tuổi trở lên thì mình mới được quyền nhận nuôi con nuôi. Cha mẹ mà nhận nuôi con nuôi đó quý vị không được nhiều hơn 20 tuổi. Ví dụ như cái người đó 20 tuổi thì được quyền là nhận nuôi con nuôi lúc mới đẻ nè, thì 21, 22 tuổi cũng không được nhận nuôi, 30 tuổi cũng không được nhận nuôi đứa trẻ mới đẻ, 40 tuổi cũng không được nhận nuôi cái đứa trẻ mới đẻ, là tại vì lớn hơn tới 30-40 tuổi là theo luật quy định là không cho nha quý vị. Rồi trường hợp tiếp theo là giả mạo giấy tờ việc đăng ký nuôi con nuôi, lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, vi phạm thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi, do trên thực tế khi gặp các trường hợp này, các cơ quan có thẩm quyền được quyền áp dụng tương tự, áp dụng trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong trường hợp xử lý văn bản trái quy định pháp luật của Ủy ban Nhân dân cấp xã theo quy định của hộ tịch năm 2014, thu hồi và hủy bỏ giấy tờ hộ tịch của Ủy ban Nhân dân xã cấp trái quy định pháp luật, tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019 và năm 2020, đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân và các văn bản trái pháp luật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Tức là theo cái quy định của cái bộ luật năm 2014 mới ra năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019 và năm 2020 là được quyền đình chỉ nè, hoặc là hủy bỏ những cái văn bản mà cấp trái pháp luật của cấp xã đó quý vị, thì được quyền nếu như mà cấp xã cấp sai quy định của pháp luật quý vị về quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự. Xử lý việc công nhận nuôi con nuôi không đúng theo thẩm quyền. Trong trường hợp công nhận nuôi con nuôi không đúng theo thẩm quyền thì khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về hộ tịch và yêu cầu người nhận nuôi con nuôi thực hiện lại và đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hy vọng cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, tham khảo và đề xuất. Thì trong cái trường hợp mà hủy bỏ cái giấy khai sinh chứng nhận của con nuôi đó quý vị, thì nó có nhiều, rất là nhiều trường hợp hồi nãy tôi chia sẻ rồi đúng không quý vị. Rồi
khi mà người ta thụ lý cái hồ sơ đó quý vị, nó theo cái quy định của pháp luật, nhưng có những cái nó ngoài quy định pháp luật nhưng hợp lý hợp tình là người ta vẫn thụ lý và đem vô trong cái tranh chấp đó nha quý vị. Thì có những trường hợp này nữa đây nè quý vị. Căn cứ vào khoảng 2 điều 12 của luật hộ tịch năm 2014 số 60/2014/QH13 về việc giấy tờ hộ tịch được cung cấp trong trường hợp đăng ký hộ tịch vi phạm về quy định tại điểm A, điểm D, điểm D, điểm G và điểm H khoảng 1. Điều này đều không có giá trị và phải thu hồi, hủy bỏ như sau. Điểm A là cung cấp những thông tin, tài liệu sai sự thật và làm sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ của người khác để đăng ký hộ tịch. Điểm D là cam đoan làm chứng sai sự thật để đăng ký vào hộ tịch. Điểm D là làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ hộ tịch hoặc thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch. Điểm G là lợi dụng việc đăng ký hộ tịch hoặc trốn tránh nghĩa vụ đăng ký nhằm động cơ vụ lợi, hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước hoặc trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào. Trong cái khoảng 2 điều 12 luật của hộ tịch năm 2014 đó quý vị, thì nó có những cái chương này nữa. Thì đợt vừa rồi tòa án có tiếp nhận cái hồ sơ là yêu cầu hủy bỏ cái giấy khai sinh. Thì trong cái điểm A này đó quý vị, đại khái là cung cấp sai thông tin rồi tài liệu giả đó, thì có thể là ví dụ như là chữ ký giả nè, rồi làm giả tất cả những cái hồ sơ. Sau khi mà người ta xem xét lại đó thì tất cả những cái hồ sơ đó không hợp lệ thì vẫn có quyền yêu cầu hủy bỏ nha quý vị. Và theo như báo đưa tin á, bên phía của cái em mà HB đó quý vị, thì yêu cầu là hủy bỏ cái giấy khai sinh và yêu cầu hủy bỏ cái quyền thừa nhận nuôi con nuôi đó quý vị. Thì một trong những điểm như thế này nó cũng dính vô trong cái điểm D luôn nha quý vị. Điểm D là làm chứng sai sự thật và đăng ký hộ tịch. Rồi điểm D là làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung nhận hộ tịch. Một trong bốn những cái điểm này đó quý vị là điểm A, điểm D, điểm D và điểm G. Nằm trong một trong bốn những cái điểm này thôi là đã được quyền hủy cái giấy khai sinh và được cái quyền hủy cái yêu cầu giao nhận con nuôi đó quý vị. Thì nó có trong cái bộ luật theo quy định của pháp luật của hộ tịch đàng hoàng. Thì mình chửi lộn nhau để làm cái gì? Cái việc mà tiếp nhận hai cái đơn mà hủy bỏ đó của tòa án đó quý vị, thì báo người ta đã đưa tin, tức là trong bộ luật nó có và tòa án có quyền yêu cầu hủy bỏ nếu như mà cung cấp sai lệch, nếu như cung cấp không đúng và sai thông tin quý vị. Đó, thì mình cứ ngồi mình chờ đi, chứ sao là tự nhiên cái là bây giờ, hiện tại bây giờ là giữa hai bên mình không biết bên nào đúng hết trơn á, thì mình cứ ngồi ngay chỗ chính giữa mình xem tòa họ xử lý như thế nào, nhà nước pháp luật họ xử lý như thế nào, chứ làm sao mình khẳng định được là ở cái bên HB là đúng 100%. Mà làm sao mình dám khẳng định được là bên phía em vô ơn là chính xác 100%, đúng không quý vị? Mình phải tin vào pháp luật để cho pháp luật họ xử lý chứ, đúng không? Chứ sao mà tự nhiên là khi mà luật sư Vlog lên phân tích về cái vấn đề này, luật sư Vlog rất là rành về cái vấn đề luật, thì bạn luật sư nói như vậy á, nếu mình không tin mình cứ lên Google mình search thôi, đúng không quý vị? Chứ sao mà tự nhiên nhảy vô cái là bên đây binh bên kia cái chửi bên nọ, rồi bên nọ binh bên này cái chửi bên kia, vậy sao được? Mình cứ tôn trọng pháp luật, còn những gì mình không biết mình có quyền lên trên mạng để mà mình search mình coi mà quý vị. Còn cái việc mà giao nhận nuôi con nuôi á, mà hiểu về quy định pháp luật thì rất là nhiều người hiểu quý vị ơi, chứ không phải là một mình đâu. Cho nên là theo cái bạn này đăng đây quý vị cũng rất là hiểu biết về mặt pháp luật nhận nuôi con nuôi. Tôi sẽ chia sẻ về cái bài của cái bạn này viết, thì nếu như ai hiểu về cái mặt pháp luật mà nhận nuôi con nuôi, nghe thử coi như thế nào. Còn những người mà chưa có biết về cái bộ luật này thì cũng nghe để mà mình học hỏi về quy định nhận nuôi con nuôi như thế nào, để sau này mình có thể hướng dẫn cho người khác, hướng dẫn cho những người mà họ muốn nuôi con nuôi nha quý vị. Đây, thì trong trường hợp này đây nè, đăng lại cho dễ đọc nè, cái status kia chèn theo clip tự dưng nó nhảy vào chế độ khó đọc quá cộng mất hình ảnh kèm theo, hiểu về cấp trái thẩm quyền nên bị thu hồi, hủy bỏ. Rồi ai mới là người tranh giành tài sản không phải là của mình? Ai mới là người mưu mô, âm mưu chiếm đoạt tài sản? Chấm hỏi. Trường hợp của cô con nuôi cũng tương tự như vậy. Lẽ ra các giấy tờ của cô này phải làm ở Ủy ban Nhân dân phường chứ không phải làm ở Ủy ban Nhân dân quận. Có bạn sẽ nói rằng do giấy khai sinh làm trễ nên quận làm. Vấn đề này chưa thấy thông tư, nghị định hay văn bản nào hướng dẫn nên không có ý kiến gì. Nhưng đối với trường hợp cho nhận con nuôi là người Việt Nam thì từ trước đến nay đều quy định phải đăng ký ở cấp cơ sở. Cấp cơ sở nghĩa là xã hoặc phường.
chứ không phải là ở quận. Giấy tờ của cô con nuôi đều làm ở quận, thì có cấp trái thẩm quyền hay là không? Tự các bạn có câu trả lời đi hen. Thông minh lên đi mấy chị. Chưa kể là qua thực tế thì người cha nuôi không phải là người thích ra chính quyền. Những năm đó cha nuôi bận tối mắt tối mũi đến mức không có thời gian để ngủ, thì làm gì có thời gian mà đi đăng ký. Cộng cái clip của bá dòng nói người đi làm giấy khai sinh là một người khác, không phải là cha nuôi. Cho nên phía ND người ta cho rằng giấy tờ đó của cô ấy không phải do cha nuôi đi làm, nên họ yêu cầu hủy. Hợp lý nên được tòa thụ lý. Nhắc đến đây thì tôi mới nhớ nha quý vị, là cái giấy mà làm giấy khai sinh á, thì cái em đó là sinh năm 87, mà cái giấy khai sinh thì đăng ký năm 92. Mà đi đăng ký cái giấy khai sinh thì không phải là cái người cha nuôi đó đi đăng ký, mà là một người khác. Mà cái người đó cho rằng là ngày đó là người tình của cái người này quý vị. Thì cái người mà đi đăng ký đó đó quý vị, là chính là cái người ẵm cái em bé đó về. Thì cái người ẵm em bé đó về là ai quý vị? Cái người ẵm em bé đó về là cái người được gọi cho là má tư đó quý vị. Hồi cái lúc mà nói má tư tôi tưởng đâu là phụ nữ quý vị. Tôi tưởng đâu là phụ nữ tại vì kêu bằng má tư. Ai ngờ là gọi là đàn ông mà làm má tư. Đọc tiếp theo đây quý vị. Còn bên phía con nuôi thì yêu cầu đình chỉ, nhưng không có nêu ra được lý do hợp lý nên bị từ chối đến 3 lần. Vậy là bên cái phía mà cái đứa con nuôi là cái em vô ơn này có yêu cầu là đình chỉ, nhưng không nêu ra được lý do gì để kêu người ta đình chỉ cho nên bị từ chối 3 lần. Đừng có ngớ ngẩn mà hỏi mãi cái câu nếu giấy tờ không hợp pháp sao sang tên được tài sản, mà hãy hỏi vì sao giấy tờ hợp pháp nhưng yêu cầu đình chỉ mãi không được tòa chấp nhận kia kìa. Chốt lại, việc thu hồi và hủy cái giấy khai sinh khi bị xem là cấp trái thẩm quyền hay là sai quy định là chuyện hết sức là bình thường trong xã hội của chúng ta. Và tất nhiên là giấy khai sinh bị sai thì sẽ được thu hồi và cấp lại. Thì cái người bị hủy cái giấy khai sinh đó trước giờ là công nhân của Việt Nam thì bây giờ vẫn là công dân của Việt Nam thôi, chứ tước quyền cái gì ở đây. Cho nên không có cái việc yêu cầu hủy giấy khai sinh là tước quyền làm con hay tước quyền công dân gì ở đây đâu, mà là yêu cầu hủy cái giấy khai sinh là một trong những thủ tục cần thiết để yêu cầu tòa hủy bỏ cái tư cách con nuôi hợp pháp. Mà khi không phải là con nuôi hợp pháp thì sẽ không có cái quyền thừa kế di sản cha nuôi để lại. Lúc này thì hàng thừa kế thứ nhất không có thì mặc nhiên chuyển sang cho hàng thừa kế thứ hai. Mọi thứ đều đang làm theo quy định của pháp luật, chứ chả có việc tước hay tranh giành gì ở đây. Có chăng là cho đến giờ phút này, từ cái bài báo cách đây vài hôm, tờ khai nhân thân, theo cái mẫu trên cái trang web của VBCC, bạn con nuôi đi làm, cộng tòa thụ lý yêu cầu ND, cộng bác bỏ yêu cầu đình chỉ của BD, pala pala vân vân, thì tôi có thể dự đoán rằng cái hồ sơ thừa kế của cô con nuôi kia làm là 99,999%. Cho nên ví dụ là con nuôi mà đi làm theo diện con ruột thì ai mới là người tranh giành tài sản không phải là của mình, ai mới là người mưu mô âm mưu chiếm đoạt tài sản thì tự các bạn đọc và suy ngẫm câu trả lời đi nhá. Thì ở dưới cái bài chia sẻ của cái bạn này đó quý vị, thì có chụp những cái thông tư và chụp những cái quyết định theo quy định của pháp luật mà hủy bỏ cái giấy khai sinh và hủy bỏ cái quyền giao nhận con nuôi đó quý vị. Thì khi mà người ta chia sẻ bất kỳ một cái gì nó đều có chứng cứ hết. Thì qua cái câu chia sẻ của cái người này đó quý vị, tức là trong cái bài này nó có cái điểm nhấn như thế này đây quý vị, là bên phía của những người em đó quý vị thì là nộp cái tờ đơn là yêu cầu là hủy cái giấy khai sinh và yêu cầu hủy cái quyền giao nhận con nuôi, thì tòa người ta thụ lý. Thì khi mà bên phía mà những người em mà họ nộp về những cái giấy tờ chứng minh đó quý vị, thì họ kèm theo, ví dụ như là cái đơn yêu cầu, thì cái đơn yêu cầu đó nó kèm theo những chứng cứ, thì nó kèm những cái chứng cứ đó hợp lệ thì tòa án người ta mới thụ lý cái đơn yêu cầu hủy bỏ, bác bỏ cái giấy khai sinh và bác bỏ cái giấy giao nhận nuôi con nuôi. Thì người ta cung cấp đủ những cái chứng cứ đó thì tòa người ta mới nhận. Còn ngược lại thì cái người con nuôi này là yêu cầu đình chỉ bên cái phía của những người em đó quý vị, nhưng mà lại không đưa được ra những cái lý do hợp lệ, bị từ chối 3 lần. Tức là nếu như bên phía người con nuôi mà muốn yêu cầu bác bỏ cái đơn của phía bên kia đó, thì mình phải đưa ra những cái chứng cứ nào đó hợp lệ. Còn ngược lại thì bên phía con nuôi yêu cầu đình chỉ nhưng mà lại không nêu ra được lý do và không cung cấp được chứng cứ lý do tại sao kêu tòa đình chỉ, thì tới 3 lần luôn tòa vẫn
từ chối đến 3 lần luôn đó quý vị. Thì giữa trong cái vụ việc mà tranh chấp tài sản này đó, thì theo như quý vị là theo như cái chứng cứ đến thời điểm này, thì quý vị thấy là bên chứng cứ của cái người nào mạnh hơn quý vị? Chứ theo như tôi thấy là bên phía của những người em mà người thừa kế thứ hai đó quý vị, là những người em này có những cái chứng cứ cứng hơn và những cái chứng cứ mà đầy đủ pháp lý hơn. Theo như tôi thì tôi tin là cái người con nuôi này đang gặp nguy cơ là sẽ bị hủy bỏ tất cả những hồ sơ đó quý vị. Hủy bỏ cái giấy sang tên tài sản và hủy bỏ hết tất cả. Nếu như mà tòa đã thụ lý cái đơn mà yêu cầu hủy bỏ khai sinh nè, rồi yêu cầu là hủy bỏ cái giấy giao nhận nuôi con nuôi, mà sau khi mà nhận tất cả những cái kết quả từ Ủy ban Nhân dân mà cấp những cái thủ tục đó mà không hợp lệ mà ra cái quyết định hủy bỏ đó quý vị, thì xong, coi như là em này là mất cái quyền con nuôi hợp pháp. Thì khi mất cái quyền con nuôi hợp pháp đó quý vị, thì tài sản này nó sẽ thuộc về ai? Nó sẽ thuộc về cái người thừa hưởng thứ hai. Tại vì hàng thứ nhất không có. Hàng thứ nhất nè, vợ nè, chồng nè, rồi con nè, rồi cha mẹ nè, thì hàng thứ nhất đó đã là không còn, thì chắc chắn nó sẽ lọt vào hàng thừa kế thứ hai đó quý vị. Thì thừa kế thứ hai là ai? Là tất cả những người em của cái người nghệ sĩ đó mất đi quý vị. Cho nên chúng ta hãy làm theo pháp luật và phải dựa vô trong pháp luật. Bên phía bên nào mà về mặt pháp luật mà chuẩn thì tòa án sẽ xử bên đó thắng mà thôi, chứ đâu phải tự nhiên mình phán cho cái người đó thắng là thắng đâu quý vị. Cái vấn đề ở đây là cái người con nuôi đó là nói bằng cái miệng nhưng không chứng cứ được bằng giấy tờ. Nhưng bên phía người em của những người nghệ sĩ đó quý vị, người ta không nói bằng cái miệng nhưng người ta lại chứng minh bằng được giấy tờ đó, thì tòa án người ta sẽ xem xét và người ta xử. Và mình là người dân và mình theo dõi trong cái vụ án này á, thì mình chỉ việc ngồi yên để nghe coi cái kết quả như thế nào, chứ mình không được quyền lên phán xét. Tại vì mình không phải là tòa án là một, mình không phải là cán bộ nhà nước để cấp những cái giấy tờ đó, cho nên mình không biết. Mình chỉ là người dân thôi, cho nên mình không được quyền phán xét. Phán xét vậy là sai, hiểu không? Thì nói là con nuôi hợp pháp á, thì nó đã không có đủ chứng cứ rồi để chứng minh rồi. Thì bây giờ á, là lại nói mình là con ruột nhận tài sản theo giấy tờ là con ruột. Thì nếu như con ruột là phải chứng minh bằng cái ADN. Khi mà bên phía cái em mà con nuôi này đó quý vị, yêu cầu là hủy bỏ, bác bỏ cái đơn bên phía của những người em đó, thì phải chứng minh được tôi là con nuôi hợp pháp là một, còn hai nữa là phải chứng minh tôi là con ruột là hai. Đó, thì trong hai cái đó đều không chứng minh được, cho nên là tòa đã bác bỏ 3 lần. Đó, vậy thì quý vị cứ ngồi suy nghĩ đi quý vị. Quý vị ngồi suy nghĩ đi, tại sao mà bên phía bên kia tòa thụ lý đơn mà bên đây tòa lại bác bỏ? Những cái vấn đề này thì bên phía của cái em vô ơn đâu có công bố lên đâu quý vị. Còn cái việc vấn đề mà nói là cái anh Nguyên Gió mà anh đứng lên ảnh đi xét nghiệm ADN và được sự cho phép của người lớn bên ngoại của cái em vô ơn đó quý vị, thì cái giấy đó người ta không công nhận. Vì sao? Là tại vì khi mà xét nghiệm ADN thì cơ quan có thẩm quyền nhà nước, chính họ là người đi thẩm định, chính họ là người đi xét nghiệm cái đó, chứ không phải là mình tự động mình đi xét nghiệm cái mình đem cái giấy đó vô mình cung cấp, thì tòa sẽ không công nhận cái vấn đề đó quý vị. Nếu như trong trường hợp này mà bên phía mà cái em vô ơn nói mình là con ruột, thì chỉ có cách này duy nhất thôi quý vị, quật mộ lên. Tại vì á, là em ấy cho rằng là những người mà em bên kia không phải là em ruột cùng với lại cái người cha của mình đó, thì em ấy không đồng ý xét nghiệm như vậy, thì chỉ có cách duy nhất là quật mộ. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quật mộ lên, rồi xét nghiệm giữa cái em vô ơn này và cái người nghệ sĩ kia có phải là cha ruột hay không. Thì trong trường hợp này á, mà cái em vô ơn mà muốn thắng kiện trong cái vụ việc này đó, theo như suy nghĩ của tôi đó quý vị, thì chỉ có cách chứng minh mình là con ruột thôi quý vị. Còn nếu như mà mình là con nuôi không hợp pháp là coi như xong rồi, tước cái quyền rồi. Thì tất cả những cái hồ sơ sang tên đứng tên cho em ấy đó quý vị là hủy bỏ hết tất cả, tại vì cấp sai đối tượng. Thì có một số người họ không có hiểu về mặt pháp luật đó quý vị, thì lại đổi thừa cho cái cô luật sư. Đổi thừa cho cái cô luật sư là tại vì cái luật của cô ấy yếu quá, dở quá, cho nên là để cho phía bên kia à, người ta giỏi hơn bên đây. Thật ra như thế này đây quý vị, cái vấn đề á, là luật sư là tại vì họ thay thế cho mình, tại vì cái người đó họ không thể nào đứng lên nói, tại vì họ run, họ nhát, họ đứng trước đám đông, họ không có thể mà đứng biện minh được cho mình, họ nhờ cái người khác nói hộ. Nhưng cái người mà đứng ra thuê luật sư đó phải cung cấp hết tất cả những hồ sơ. Nếu như không cung cấp được tất cả những cái hồ sơ về cho mình chứng minh là những cái mà có lợi cho mình, thì dù là luật sư hay 100 luật sư giỏi cũng không thể nào thắng kiện được. Cho nên đừng có đổi thừa cho là tại vì
cái người luật sư nữ đó đó là yếu ớt cho nên mới bị thua bên phía bên kia. Không phải, hả, thắng thì khen người ta, mà hả, thua cái là chê người ta. Nhưng mà thường tất cả luật sư người ta thường hay nói một câu như thế này: tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Chứ họ không bao giờ họ nói là bây giờ là cái phí luật sư nó là bao nhiêu đó. Tôi khẳng định, tôi bảo đảm là chắc chắn 100%, thì tôi bảo đảm với lại tất cả quý vị á, là những người luật sư trên Việt Nam này không có luật sư nào dám trả lời với lại thân chủ mình cái câu đó. Mà luật sư chỉ có thể trả lời với thân chủ của mình rằng là tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình, vậy thôi. Còn bây giờ là bên cái phía chứng cứ của mình quá yếu, chứng cứ của mình nó không đủ mạnh, mà đòi luật sư phải cãi cho thắng thì làm sao thắng được quý vị. Thì cho nên là trong cái trường hợp này đó quý vị, cái quyết định yếu tố để thắng thua nó không có quyết định vô cái người luật sư giỏi hay là luật sư dở, mà là quyết định về cái chứng cứ bên nào mạnh hơn mà thôi quý vị. Và đến thời điểm này á, thì tôi thấy là bên phía của cái những người em đó quý vị, là hàng thừa kế thứ hai đó quý vị, thì chứng cứ của những người đó mạnh hơn đó. Thì kết quả cuối cùng chưa ra phán quyết thì mình vẫn chưa biết ai thắng ai thua, cứ ngồi nhìn thôi quý vị. Mình cứ ngồi nhìn thôi để coi kết quả cuối cùng nó là như thế nào, chứ mình không được phán quyết. Hoặc thậm chí hiện tại bây giờ, cái người đang thụ lý cái hồ sơ này, cái người thẩm phán đang thụ lý cái vụ án này, cái người thẩm phán đó đến thời điểm này cũng chưa dám nói là bên phía nào thắng. Tại vì nó còn chứng minh những cái chứng cứ nhiều lắm quý vị, cho nên chúng ta hãy từ từ ngồi chờ đi. Chứ đừng có cái kiểu mà vì binh cảm tính. Binh cảm tính giống y hệt như tôi trước đây đó quý vị. Là tôi binh cảm tính là tại vì tôi thấy em này tội nghiệp, binh cảm tính. Nhưng mà về mặt pháp luật là nó phải chứng minh bằng tất cả những chứng cứ, chứ không phải là bằng cảm tính mà thắng người ta quý vị. Cho nên trước đây tôi đã chia sẻ là tôi chưa bao giờ tôi nói em này là con ruột, mà tôi nói nếu em này là con nuôi hợp pháp, dùng cái từ hợp pháp nha quý vị. Nếu là con nuôi hợp pháp thì em ấy có quyền thừa hưởng tất cả những tài sản của người cha nuôi mình để lại. Còn nếu như mình không phải là con nuôi hợp pháp thì coi như xong rồi quý vị. Đơn giản vậy thôi, chứ có gì phải tranh chấp làm cái gì. Còn vấn đề trước đây tôi binh cái em vô ơn là tại vì tôi thấy em ấy tội nghiệp, diễn giỏi mà quý vị, rất là tội nghiệp. Và tôi tin rằng là hiện tại bây giờ cũng hết một nửa họ đã nhìn ra cái vấn đề đó rồi quý vị. Còn một nửa là chẳng qua là họ quá u mê, dùng cái từ là u mê đó quý vị, là binh vực bất chấp. Và những người mà binh vực đó là cái dạng gì không quý vị? Là dạng giống y như là dạng nào ủng hộ theo dạng đó quý vị, nói thẳng là như vậy. Rồi có một cái kênh YouTube của cái anh tên là Thám Tử Lùng đăng cái status như thế này đây quý vị. Yeah, và kền kền đang lo lắng vụ ADN nên liên tục thách thức bên phía vô ơn. Tức lên để hé lộ là nó lại kiếm đường đâm đơn luật sư Yeah toàn là cao thủ, đổi thừa. Chơi bắt đầu đổi thừa. Là bây giờ là đổi thừa theo cái kiểu như là thách thức để mà đưa ra cái ADN đó quý vị. Thì nếu thật sự nha, tôi nói cho cái em Thám Tử Lùng này nè, nếu thật sự như cái em vô ơn này đó mà có cái ADN á, có xét nghiệm cái ADN á, mà chính đích thực là con ruột á, là nó đã đưa vô rồi, nó đưa thẳng vô trong tòa án, là tòa án đã bác bỏ cái đơn mà hủy cái giấy giao nhận nuôi con nuôi với lại hủy cái giấy khai sinh của cái em vô ơn này rồi. Ở đó mà nói là thách thức để tiết lộ, trời ơi, sự thật nó vẫn là sự thật. Bây giờ em mới công nhận rằng là, và cái vấn đề này không phải là bên phía luật sư của em con ve cao thủ, mà là bên phía em con ve cung cấp được những cái chứng cứ mạnh để cho tòa họ tiếp nhận mà thôi. Trời ơi, cái gì mà nó là để kiếm đường đâm đơn. Vậy thì bên phía của cái em vô ơn này đâm đơn 3 lần bị tòa án bác đơn đó, chứ đâu phải là hô mà mình đâm đơn là tòa án người ta chấp nhận cái đơn đó của mình đâu. Mình đâm đơn cho tòa án thì nó phải đủ chứng cứ thì họ mới tiếp nhận, chứ đâu phải là như chợ đâu mà muốn đâm đơn là đâm đơn, hiểu không? Vậy mà bài đặt lên có vụ mà dạy đời người khác nữa. Và em nói là bên phía con ve với cần cần đang lo lắng về cái vụ ADN, không biết bên ai lo lắng, chứ theo như tôi thấy á, là cái chứng cứ mạnh như thế này á, cái bên lo lắng là bên cái em vô ơn, mà bên phía của cái em mà HV á, là tôi thấy bên chứng cứ bên đó là nó mạnh hơn rồi nha. Người ta ăn ngon ngủ yên, chứ tôi thấy là bên phía của cái em vô ơn là ăn không ngon ngủ không yên rồi đó, theo như tôi thấy vậy đó. Rồi có một cái bài đăng của cái người mà chú má tư đây quý vị, đăng như thế này: nếu tòa án tiên hủy cái giấy khai sinh của con vô ơn và tước cái quyền con hợp pháp của em ấy thì cũng nên chuyển hồ sơ đề nghị điều tra và truy tố Ủy ban Nhân dân về cái tội làm khống hồ sơ nuôi con nuôi, đóng thời điểm điều tra và truy tố cả gia đình của 6-7 đồng phạm về cái tội bắt cóc trẻ em vì đã nhận nuôi con của người khác không có hợp pháp 37 năm, hoặc
tội che giấu tội phạm khi biết mà không khai báo, để tới hôm nay vì giành tài sản mới đem ra tố cáo. Trời ơi, một cái ngôn từ gì mà quá trời thông minh vậy, quá trời thông minh vậy hả cái chú má Tư? Trời ơi, tò là quyết định là hủy bỏ cái vấn đề á, mà cấp sai nè, rồi hủy nè, là những cái vi phạm hành chính á, những cái mà vi phạm hành chính á, là cấp rồi hủy vẫn là bình thường. Mà bây giờ ở đây á, là cái chú má Tư nói rằng là đó là cái tội là phải đề nghị điều tra truy tố quận. Thì ngay cái lúc mà Ủy ban Nhân dân người ta cấp á, là cái người mà ra đăng ký mà người ta xét thấy cái đó được thì người ta cấp cho mình. Và sau khi mà bị kiện, bị tranh chấp á, thì bên phía bên kia người ta đưa ra những cái chứng cứ xét thấy là những người đó là làm giấy giả mạo, cấp không đúng người, cấp không đúng đối tượng, cho nên là Ủy ban Nhân dân bên hành chính á, người ta có quyền thu hồi lại. Sao mà có cái vụ mà hăm dọa Ủy ban luôn. Con không ngờ là cái chú má Tư này quá là thông minh, thông minh giữ thần ôn luôn vậy đó. Rồi bây giờ á, là điều tra truy tố là những người mà Ủy ban Nhân dân quận mà cấp hồi thời điểm đó nè, rồi truy tố luôn gia đình của 67 về tội bắt cóc trẻ em vì đã nhận nuôi con nuôi không hợp pháp 37 năm qua và tội che giấu tội phạm. Cái chú má Tư này quá trời thông minh, thông minh gì đến nỗi mà cả Việt Nam này không có ai thông minh bằng cái chú má Tư này luôn đó quý vị. Theo như lời kể thì hồi cái lúc mà thời điểm đó, cái người mà ẩm cái em vô ơn này về chính là cái chú má Tư này ẩm về, đúng không? Vậy thì đó, nếu như mà truy tố thì phải truy tố cái chú má Tư này mới đúng, tại vì chú má Tư là người ẩm cái em này về. Và trước đó, những cái video đầu tiên trước đó là chính miệng của má đã nói về vấn đề đó, cái chú má Tư này là người ẩm cái em vô ơn này về. Mà giờ bắt đầu là nói ngang, cái này dạng giống y như là nói ngang này quý vị. Đó, tội che giấu tội phạm. Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Chú má Tư quá trời thông minh, thông minh cực kỳ luôn. Đó, thì bây giờ nếu như mà nói giống y hệt như má vậy nè, má hướng dẫn hoặc là má nói với lại cái người luật sư của cái em vô ơn, làm đơn tố cáo đi, những người mà cấp sai quy định nè, rồi gia đình của 76 nè, với tội đồng phạm là bắt cóc nè, tố cáo đi. Má thông minh quá trời luôn đó má, chỉ cho cái em vô ơn đó là tố cáo người ta đi. Nói bậy còn nói bự nữa, quá trời quá đất luôn á. Bây giờ là tôi mới biết là cái chú má Tư này rất là thông minh, vậy đó mà lên chửi xúc phạm tôi quá trời quá đất luôn vậy đó. Lên xúc phạm nào là nói tôi là cá bảy màu, là nó ăn những cái con côn trùng, những con lăng quăng. Chửi xúc phạm quá trời là tại vì chính bản thân của cái chú má Tư này đó quý vị, là chỉ biết chửi thôi, chửi rất là giỏi. Nhưng mà nói về mặt pháp luật, nói về mặt lý đó thì cái chú má Tư này cầm không có biết gì luôn quý vị. Nói ngang tràng, nói kiểu vậy là biết rồi. Thông minh của cái chú má Tư này phải nói là tột đỉnh luôn quý vị, tột đỉnh luôn đó. Không có lực nào mà nói lại cái chú má Tư này luôn á, quá trời quá đất luôn. Bây giờ nhìn lại mới thấy quý vị, những cái lời lẽ này không phải là của cái chú má Tư, mà chú má Tư chia sẻ lại, đăng một cái bình luận của một cái vị khán giả để trên kênh của cái chú má Tư đó quý vị. Đó, tôi không hiểu lý do tại sao mà cái chú má Tư này lại chia sẻ về cái vấn đề này. Tại vì á, là ai đem cái em vô ơn này về, chính cái chú má Tư này là người hiểu rõ nhất. Còn cái người mà bình luận trong cái bài này đó, thì cái người này á, người ta xa lạ, người ta không biết, cho nên người ta mới nói như vậy. Nhưng trong trường hợp này, cái chú má Tư là người rõ nhất. Chú má Tư là người ẩm về, thì dĩ nhiên chú má Tư phải biết được là cái em vô ơn này là con nuôi hay con ruột. Rồi cái vấn đề đi đăng ký giấy khai sinh, và trong khi đó là sinh năm 1987 mà đến năm 92 mới đăng ký. Và ngay lúc đó ai là người đăng ký giấy khai sinh thì chính cái người chú má Tư này là người hiểu rõ nhất. Sao lại đăng lên vậy? Kỳ quá. Đăng lên, mình đã hiểu sự thật nó là như vậy rồi, mà tại sao mình lên mình nói giống y như là đúng rồi. Còn cái vấn đề nè, chú má Tư, con nói cho chú má Tư nghe, vấn đề mà cơ quan nhà nước mà cấp sai đối tượng và cấp không đúng đối tượng có quyền thu hồi. Nhà nước người ta có quyền thu hồi, chứ không có ai có quyền mà khởi tố Ủy ban Nhân dân hết trơn á. Không có ai có quyền về vấn đề đó. Cái việc mà cấp sai đối tượng rồi thu hồi lại, cái việc đó hình như là thường xuyên, việc đó rất là bình thường và theo quy định của pháp luật luôn, có quyền. Và theo như tôi đoán nha quý vị, theo như sự hiểu biết của tôi đoán á, là cái bình luận này không phải là người Việt Nam, không phải là sống ở tại Việt Nam,
Tại vì cái người mà sống tại Việt Nam rất là hiểu về cái quy định pháp luật như thế này. Còn những người mà họ sống không phải ở Việt Nam thì họ mới nói ra những cái lời mà cái dạng như kiểu như là thiếu hiểu biết vậy đây quý vị. Quy định Việt Nam là những người sống tại Việt Nam họ đều biết. Còn cái người mà đăng lên cái status này để cho cái chú má tư lên chia sẻ rồi bắt đầu thêm cái trà hoa nữ chia sẻ nữa đó quý vị, thì cái người này nên search ở trên mạng tìm hiểu lại cái luật quy định quỷ và cấp đi nha. Ở luật Việt Nam là được quyền nói tầm bậy tầm bạ không mà còn la lớn nữa. Rồi tiếp theo hén quý vị, vì á là ngộ lắm, tôi không hiểu là như thế nào, chứ theo như tôi nha quý vị, mà sau khi mà tôi biết ra được cái bộ mặt của em Vô Ơn thì tôi không binh vực về phe nào hết trơn. Tôi không binh vực về em Vô Ơn và tôi cũng không binh vực về bên phía của em BH nữa quý vị. Đó, thì tôi chỉ là người đứng giữa nhìn. Đó, thì bên phía của em BH đó, người ta chửi nó cũng không có đến nỗi mà giống y hệt như bên phía của em Vô Ơn nha quý vị. Bên phía em Vô Ơn chửi toàn là mày tao mày tớ không à, chửi thấy ghê lắm quý vị. Đến nỗi mà những cái kênh mà binh vực em ấy đó quý vị cũng toàn là giật tích và nói xạo và vu khống không hà quý vị. Đó, thì ngày hôm qua là cái anh hề lê lết là lên mày tao mày tớ với tôi rồi là chửi tôi. Còn cái này á là cái chú má tư đăng như thế này đây quý vị. Kha kha kha, tao biết tụi mày cao tay lắm vì tao không cùng hội cùng thiền với tụi mày. Đó là vì tụi mày không nhìn thấy được giữa tao với tụi mày khác nhau. Tao là con người còn tụi mày là con .. khuyết tật giữa xã hội. Tụi mày có hiểu không? Vừa chửi người ta bằng mày tao, vừa chửi người ta là khuyết tật, rồi xong rồi có những cái mà xì tơ tuốt khác á, thì lại chửi người ta bệnh hoạn. Ngộ ghê ta. Mình làm thì mình cứ làm theo pháp luật đi, mình cứ chứng minh bằng những cái chứng cứ để mà mình thắng bên kia. Chứ mình lên không lẽ mình chửi lộn là mình thắng người ta? Không lẽ mình lên chửi lộn là pháp luật họ sẽ theo bên mình, họ xử mình thắng hay sao? Đúng không quý vị? Thì những người đồng quan điểm với tôi mà đứng ở giữa xem xét trong cái vụ này giữa hai bên đó quý vị, thì đè chửi người ta như thế này, không lẽ chửi vậy là thắng hả? Rồi nói là không cùng hội cùng thuyền, dù có cùng hội cùng thuyền đi chăng nữa mà nếu như trái quy định pháp luật thì cũng thua, chứ đừng nói là cùng hội cùng thuyền. Cho nên là hô mà tức lên cái binh vực theo cái kiểu cái là mày tao mày tớ và quyền rủa người ta là người khuyết tật trong xã hội, và trong khi đó là người ta không có chửi mình, người ta không có lên chửi mình là người khuyết tật hay là người ta lên xúc phạm gì mình, mà mình lại đi mày tao mày tớ với người ta, rồi mình lại trù người ta là khuyết tật trong xã hội. Những cái lời lẽ này là những lời lẽ đẹp trong xã hội đó hả chú má tư? Rồi những cái lời lẽ mà trù người ta là người khuyết tật, vậy thì những cái lời lẽ này là những lời lẽ là dành cho những người đúng, những người mà làm đúng theo pháp luật, những người gọi là chính nghĩa và những người tốt mà lại thốt ra những lời đó hả chú má tư? Quá trời quá đất má rồi, thiệt á, thua má luôn. Nói mà nói ngang kiểu này thì không ai nói lại chú má tư rồi nha chú. Rồi đây đây, khi mà tôi chia sẻ tôi hỏi về cái luật ở bên Mỹ đó quý vị, tại vì cái phần mà 81 á là cái anh hề lê lết nói rằng á là chửi tất cả những người cộng đồng mạng, và em Mã Lai là chửi tất cả những cái người mà fan cộng đồng mạng đó, là chửi rằng là nếu như muốn biết cái vụ án này như thế nào thì cứ vô trong tòa án đó mà hỏi người ta đi, người ta trả lời. Đó, thì cái anh hề lê lết á, anh hề cũng nói tương tự giống y hệt như vậy, muốn biết kết quả như thế nào đó thì cứ đi thẳng lên trên tòa án, tại vì á lên trên tòa án nó có xa xôi cái gì đâu mà không lên đó mà hỏi. Phần 81 á, tôi cũng đã lên giải thích rồi đó quý vị, tòa án nó không phải là cái chợ mà muốn đến là đến, muốn đi là đi. Tức là mình muốn vào tòa án mình phải cung cấp được là cái thư mời hoặc là cái giấy triệu tập của tòa án thì mình mới vào được tòa án quý vị. Mà sau khi vào được tòa án rồi thì cái vụ án mà nó không phải là của mình đâu quý vị, thì mình nhảy vô mình hỏi, người ta có trả lời không quý vị? Thậm chí là người ta kêu bảo vệ để đuổi mình ra, tống cổ mình ra đó quý vị, vì quấy rối trật tự đó. Đó, thì bây giờ là luật ở bên Mỹ tôi không biết, là tại vì cái anh lê lết này đó quý vị là ở bên Mỹ, cho nên tôi không biết luật bên Mỹ như thế nào. Tại vì anh ấy nói chuyện giống y như là người không hiểu biết mà trên trời rớt xuống vậy đó quý vị. Và thậm chí là cái em mà Mã Lai gọi là đại diện phát ngôn cho một người nào đó mà lại thốt ra những cái lời mà không hiểu biết luật như vậy quý vị. Tòa án đâu phải là một cái nơi công cộng. Thậm chí là bây giờ nè, em Mã Lai đó quý vị, muốn đến tòa án cũng phải đưa ra cái giấy mời đúng ngày quý vị. Mà cái giấy mời mà không đúng ngày á là đưa ra người ta cũng không cho vô nữa. Mà tại sao lại lên phát ngôn nói là tòa án gần chứ có xa xôi gì đâu, mà tại sao không chịu lên trên tòa án để hỏi, mà vào nhảy vào hỏi hoài vậy? Thì cái anh lê lết này binh cái em Mã Lai nói như vậy đó quý vị. Đó, thì bây giờ
tôi có một cái vị khán giả là ở bên Mỹ trả lời đây quý vị. Vàng thật thì không sợ lửa, người thật, việc thật thì nói thật, không bao giờ là sợ bất kỳ điều gì. Còn chuyện Mission hỏi về mặt pháp luật ở Mỹ thì chị cũng có thể trả lời em. Chẳng có ai nếu như không quan hệ gì đến vụ án mà đến tòa án hỏi về cái vụ án đó thì không có được câu trả lời nào hết. Có khi còn không được phép bước vào cái cửa tòa án nếu như không có giấy chứng minh liên quan đến vụ việc. Đó. Thì cái đây là cái chị ở bên Mỹ, và tiếp theo thêm một chị ở bên Mỹ nữa nè anh Lê Lết. Nghe kỹ nha, nghe kỹ nha, luật bên Mỹ. Bởi là luật bên Mỹ anh cũng không hiểu luôn, và luật ở Việt Nam anh cũng không hiểu luôn. Vậy mà lên là phân tích rồi lên, hầu như là tôi thấy là anh lên anh chả có biết cái gì gọi là phân tích. Và anh chả có biết cái gì gọi gì về luật. Anh chỉ biết là cái dạng giống y biết làm sao không? Nói triết lý. Nói triết lý tức là lấy những cái bài mở trong những cái tiểu thuyết, cái bài mà những trong cái mà tuồng cải lương đâu đó quý vị, là lấy ra để áp dụng cho ở ngoài đời. Mà phải nói là trên tuồng sân khấu với ngoài đời khác nhau nha anh Lê Lết. Đó, thêm một người ở bên Mỹ trả lời tôi như thế này. Đất nước gọi là tự do như Mỹ hay là Đức hoặc Pháp, nếu muốn vào tòa án tham dự phiên tòa thì bảo vệ ở bên ngoài phải coi cái giấy tờ chứng minh rằng mình có liên quan đến cái phiên tòa đó, chứ không phải ào ào như đi chợ đâu Mission ạ. Đó thì có hai người ở bên Mỹ trả lời tôi, những đất nước dân chủ như là Mỹ, Đức hoặc là Pháp. Đó thì muốn vào tòa án cũng không phải tự nhiên mà vào, phải đưa được những cái giấy chứng minh có liên quan đến cái vụ xét xử của cái buổi phiên tòa đó thì người ta mới cho vô. Hiểu chưa? Bây giờ cái vấn đề này là anh Lê Lết hiểu chưa? Về luật cũng không hiểu, mà về lý cũng không hiểu, về mặt tình cũng không hiểu luôn, mà về mặt đối nhân xử thế cũng không hiểu luôn. Mà anh giỏi nhất là gì không? Bợ đích. Cái thứ hai nữa là biết cái gì không? Hổn, chửi vô văn hóa. Anh chỉ giỏi hai cái đó thôi. Một, bợ đích phụ nữ. Còn hai nữa là chửi tục, chửi thề, chửi vô văn hóa. Cái đó là anh giỏi nhất. Còn ngoài ra anh không giỏi bất kỳ một cái gì. Về mặt nghệ thuật trên sân khấu anh cũng không giỏi luôn. Chứ nếu anh giỏi thì bây giờ anh trở thành một người nổi tiếng rồi, chứ đâu phải là một người thất nghiệp không có xô mà phải đi chạy xe taxi Uber rồi phải nhận tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ trợ cấp cho. Bây giờ bắt đầu tập tành lên làm YouTube, mà làm YouTube cũng không có đạo đức nghề nghiệp gì YouTube luôn. Nói sai pháp luật và nói sai với sự thật. Không có bền. Không bền đâu anh ơi. Tôi bảo đảm anh không có bền luôn. Rồi có cái bình luận này mới đúng là những người khán giả có thông minh, những người khán giả có kiến thức, những người khán giả có kiến thức nha quý vị. Đây là những người khán giả có kiến thức và thông minh nhìn nhận sự việc, chứ không cần bất kỳ một cái YouTube nào để mà lên dẫn dắt nha quý vị. Đây, một cái vị khán giả: chị vì nghe em phân tích mà theo dõi cái drama này, rồi bây giờ chị cũng hủy hết tất cả các kênh, không có xem nữa vì thấy mệt. Toàn là chửi lộn nhau không hà, không có đi vào trọng tâm. Gần một năm chưa có ra đám hành đám ớt gì, thích em phân tích lắm. Thì những người mà theo dõi trong cái vụ việc này đó quý vị, mới đầu thì thấy nó hay, mới đầu thì thấy tội nghiệp, thấy thương á. Chính bản thân tôi cũng vậy. Mới đầu là tôi thấy thương, tôi tội nghiệp. Và tôi tưởng đâu là bên kia người ta ăn hiếp thiệt. Tại khóc quá trời mà quý vị, lên khóc đồ, khóc quá trời quá đất luôn. Bắt đầu mình lên cái vẻ anh hùng mà quý vị, thấy ai ăn hiếp là mình đè mình binh. Đó, mình nhảy vô mình binh mà ai ngờ đâu có biết là người ta đang diễn đâu quý vị. Người ta đang diễn cho mình coi mà mình đâu có biết, nhảy vô binh quá trời luôn. Thì bây giờ mới biết lòi ra cái sự thật nó là như vậy. Và đến thời điểm này, đến thời điểm này thì trong cái drama này đó quý vị, về cái mặt mà pháp lý nó có ra cái đám hành đám ớt gì đâu. Thì cái vị khán giả này nhìn nhận, và tất cả những người khán giả khác mà theo dõi trong cái drama này nha quý vị, trong drama này thôi đó, thì người ta cũng đã nhìn nhận ra là về mặt pháp lý nó không ra đám hành đám ớt gì hết trơn, mà toàn là lên chửi lộn qua lại. Đó, nguyên cả năm trời luôn chửi lộn qua lại. Hai mà nói về vấn đề gì thì trong câu chuyện này tôi là một cái tâm điểm để cho nó chửi lộn qua lại quý vị. Đó thì bây giờ nè, tự nhiên các kênh YouTube mà nói bảo vệ cái em vô ơn này, tại sao không chịu phân tích về cái vấn đề luật pháp của em vô ơn này thừa hưởng cái tài sản của cha mình để lại, như vậy nó có hợp pháp hay không? Mình phân tích về những cái câu chuyện mà ví dụ như những buổi ra tòa mình phải phân tích về mặt pháp luật, thì những cái kênh đó mới gọi là bảo vệ và binh vực theo lẽ phải. Nhưng mình phải phân tích theo về mặt pháp luật. Tại sao các kênh đó không chịu phân tích về cái vấn đề mặt pháp luật của em vô ơn, mà là chĩa cái mũi vô là toàn là chửi tôi không quý vị? Toàn là giật tích để chửi tôi và vu khống cho tôi. Vậy thì có phải là cái drama này là nó không ra đám hành đám ớt này mà chỉ chửi lộn qua lại không quý vị? Tôi đâu có liên quan về cái vấn đề tranh chấp tài sản của họ, đúng không? Vậy thì những người mà kênh YouTube á,
mình đưa những cái thông tin nào mà nó đáng để cho những người trên cộng đồng mạng người ta quan tâm, để người ta rút kinh nghiệm. Còn đằng này lên tàn là chửi lộn qua lại không. Một mình tôi mà tự nhiên hàng trăm kênh YouTube để vào vu khống để chửi một mình tôi, mà trong khi đó drama này không phải của tôi, mà drama này là của cái em vô ơn. Vậy thì tại sao mình không vô mình phân tích về cái mặt pháp luật để cho người ta biết rằng à, cái em này thừa hưởng như vậy là hợp pháp đó. Rồi bên kia yêu cầu hủy bỏ như vậy đó, mình vô mình phân tích đi chứ mắc mới gì phân tích tôi làm cái gì, đúng không quý vị? Cho nên qua cái bình luận của cái chị khán giả này, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Nghe em phân tích thôi, thích em phân tích thôi chứ không có thích gì cái drama này. Nói vậy là chịu, đúng không? Chỉ nghe em phân tích thôi. Vậy đó, thì người ta đã nhìn ra những người mà có tri thức, thì khi người ta phân tích cái nào đúng thì người ta ủng hộ. Và trong cái drama này nguyên một năm nó kéo dài, nó không ra cái ôn gì hết trơn á, mà toàn là gây lộn chửi lộn qua lại thôi, thì dĩ nhiên là người ta chán rồi, đúng không quý vị? Cảm ơn chị nha, nghe em phân tích là được, biết không? Rồi cái phần 82 ngày hôm nay thì tôi sẽ kết thúc video ở đây nha quý vị. Cũng khuya rồi, nói chung là gần Tết rồi thì Mi Sinh không có thời gian để quay video clip ban ngày đó quý vị. Chỉ rảnh về ban đêm để mà mình quay video clip để mà chia sẻ đến tất cả mọi người về cái vấn đề mà nuôi nhận con nuôi và hủy cái giấy con nuôi. Nếu như ai mà không hiểu hoặc là không tin bất kỳ cái kênh YouTube nào thì hãy lên trên mạng search, tìm ở trên Google. Tất cả các bộ luật của Việt Nam nó đều có ở trên Google hết quý vị. Mình cứ lên trên đó mình đánh và mình tìm hiểu nha. Đừng có chửi lộn qua lại, nó kỳ dữ lắm. Dân có trí thức thì mình phải dùng trí thức, và mình phải am hiểu về mặt pháp luật chứ không phải chửi nhau nha. Còn tôi chia sẻ hay trả lời bất kỳ một cái gì đều có chứng cứ và đều có những cái bình luận của khán giả. Và tôi vào tôi chia sẻ và tôi trả lời, tôi đọc cái bình luận đó và tôi trả lời. Chứ đừng có cái kiểu nhắc lại thêm một lần nữa. Và các kênh YouTube đừng có cái kiểu mà cắt những cái video clip của tôi và đưa những cái tiêu đề vu khống tôi. Những cái clip đó tôi lưu lại và tôi cung cấp cho công an. Thì lúc đó đừng có nói mà lên tới trên đó mà ngồi khóc ông khóc cha, nghe chưa? Một khi mà tôi đã thẳng tay và tôi sẽ không tha cho bất kỳ một người nào để mà xúc phạm danh dự và vu khống tôi đâu nha. Đó, tôi nhắn nhủ như vậy. Và tất cả những fan mà bên phía bên kia, nếu như mà xem được cái video clip này của tôi, cắt cái khúc này và tôi gửi gắm đến tất cả các kênh YouTube. Tôi không đụng chạm gì bất kỳ ai, nhưng đừng có cái kiểu mà cắt những cái video clip của tôi để giật tích câu like. Và những cái tích mà nó không đúng theo cái câu chuyện của tôi đang chia sẻ thì đó là tội vu khống. Mà một khi mà tôi đã làm thẳng tay rồi á, thì lúc đó dù có lên trên công an hình sự đi chăng nữa, quỳ lại tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho đâu. Tôi nhắn gửi đến tất cả những kênh YouTube đó như vậy. Và hiện tại hôm nay đang rầm rộ về cái vấn đề là các kênh YouTube cắt cái khúc của tôi ra và giật với lại cái tích á, là nói rằng tôi á, là nói tất cả những người phụ nữ Việt Nam đi qua bên Mã Lai làm gái, đó là cái tội vu khống. Tôi không bao giờ tôi nói cái câu đó nha. Tôi đã lên tôi chia sẻ một cái bình luận của một vị khán giả để lại, tôi đọc lên xong tôi mới vào tôi phân tích là dù là những người mà có đi làm gái đi chăng nữa cũng nên tôn trọng người ta, đó là cái nghề của người ta, mình không được phép miệt thị và xúc phạm người ta. Có những cái việc làm xấu cần lên án là cái gì? Ăn cướp và lừa đảo. Còn những người mà người ta đi làm gái á, mình không có quyền để miệt thị hay xúc phạm người ta. Tôi lên tôi chia sẻ, tôi nói rõ ràng như vậy, nhưng mà lại cắt cái khúc mà tôi đang phân tích đó ra. Chỉ cắt cái khúc á, là những người phụ nữ Việt Nam đi qua bên Mã Lai toàn là làm gái. Nó cắt ngay chỗ cái khúc đó đó quý vị. Mà cái đó là cái câu từ của những người vào bình luận nói. Thì tôi mới vào tôi trả lời, tôi nói là đừng miệt thị người ta, đó là cái nghề của người ta. Tôi nói chuyện rõ ràng. Mà giật cái tích là nói là tôi đi vu khống tất cả những người phụ nữ Việt Nam, và trong khi đó tôi là người phụ nữ Việt Nam, và dòng họ của tôi, anh chị em của tôi, mẹ tôi cũng là người phụ nữ Việt Nam. Nếu như tôi mở miệng ra tôi nói như vậy, chẳng khác nào là tôi chửi luôn tôi và tôi chửi luôn những chị và mẹ của tôi sao? Đúng không quý vị? Tôi đâu có hồ đồ giống y hệt như vậy. Và tôi từ nào tới giờ tôi làm việc với nước ngoài, ai mà xúc phạm người phụ nữ Việt Nam đó quý vị, và xúc phạm người Việt Nam của tôi thôi, là tôi đã đáp trả chửi thẳng mặt vô cái người nước ngoài đó rồi. Chứ đừng có nói là tôi đi miệt thị người Việt Nam. Cho nên những cái kênh nào mà cắt ra, mà giật tích, mà đi vu khống tôi, nói cái từ đó, tôi lưu lại và tôi cung cấp cho công an. Đó là cái tội vu khống tôi và tội vu khống cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam, nghe chưa? Rồi, phần 82 ngày hôm nay tôi xin kết thúc ở đây. Chào tất cả quý vị khán giả, hẹn gặp lại video tiếp theo phần 83. Annyeonghaseyo, tame video mạnh na yo. Bye bye.